Trương 1887, tráng sĩ chặt tay. Chỉ là hai canh giờ, thiên linh thành phủ cận mấy ngàn vạn dặm, gần trăm cái thành thị, vô số dãy núi minh tộc bị quét ngang một trận. 300 vạn quân đội lại chu diệt dòng dã gần ước minh tộc cùng ngàn vạn hoàng tộc. Song phương thực lực quá không ngang hàng, nhân tộc bên này vẻn vẹn chết đi mới không đến 30 vạn quân đội, cái này 30 vạn càng nhiều hơn chính là bởi vì bị ma hóa, cuối cùng bị người một nhà chém giết. Viêm đế mang theo đại quân huyết tẩy thiên linh thành phụ cận đại bộ phận cường giả, còn lại minh tộc cùng hoàng tộc đều là cấp thấp nhất loại kia, kha lộng ảnh quyết sách không có vấn đề, nếu như đi thiên cương giới độ khó kia liền muốn lớn hơn. Thiên linh thành chiến đấu đã kết thúc, kha lộng ảnh bọn hắn nhưng không có tiếp tục chu diệt, mà là tỏa chấn thiên linh thành, để y phiêu phiêu thả ra vô tận côn trùng, đi theo sở hữu đại quân, chủ tính trung toàn cục. Y phiêu phiêu những cái kia hỗn độn thú bay ra ngoài, tiếp tục đổ sát minh tộc. Dựa vào kha lộng ảnh tiểu ưng vương y phiêu phiêu ba người giết không được giết nhiều minh tộc, các nàng là chủ soái cần khống chế cả chi đại quân, bên nào minh tộc thêm minh tộc cường giả thêm muốn triệu tập càng nhiều quân đội đi vây quét. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một nguyên nhân là, kha lộng ảnh không hiểu cảm giác có chút tim đập nhanh, nàng là một loại phi thường đặc thù linh thể, có thể tu luyện nhanh như vậy cũng là linh thể vấn đề. Nàng luôn cảm giác nơi đó có ta không đúng, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ, nàng không dám mạo hiểm chỉ có thể ở thiên linh thành phụ cận ở lại, dùng bất biến ứng vạn biến. Lần nữa qua nửa canh giờ, Kha Lộng Ảnh càng phát cảm giác không được bình thường. Giống như chỉ là ngẫu nhiên một hai lần rung động kia không quan trọng, nhưng linh hồn này không ngừng tại rung động, nàng không hiểu cảm giác một loại nguy cơ chí mạng tại ở gần. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên khẽ kêu, áo bám mẫu, đưa tin cho sở hữu quân đội, hướng thiên linh thành phương hướng rút lui, ta cảm giác có cường đại minh tộc tại ở gần, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui tốt chủ soái mệnh lệnh y phiêu phiêu không dám chất vấn lập tức thông qua trùng hoàng cùng tiểu trùng liên hệ đi thông chi 6 cái quân đội y phiêu phiêu cùng mỗi cái tướng quân sớm có ước định côn trùng biết bay múa ra từng cái đặc thù đồ án đại biểu cho từng cái khác biệt mệnh lệnh đi chờ đợi y phiêu phiêu truyền xuống mệnh lệnh về sau kha lộng ảnh ba người lên vô ảnh điều hướng phụ cận quân đội bay đi đã quyết định rút lui không có khả năng không mang tới những này quân đội kia là nhân tộc tinh anh a vô ảnh điều tốc độ rất nhanh chỉ là gần nửa canh giờ tụ tao mộ lên cái thứ nhất trở về quân đội. Kha Lộng Ảnh đem quân đội thu nhập đi vào, vô ảnh điều chuyển hướng tiếp tục hướng xuống một đội quân bay đi, từng cái đem tất cả quân đội đều thu nhập đi vào. Không được, tại thu nhập bốn nhánh quân đội, Y Phiêu Phiêu đem sở hữu hỗn độn thú sau thu hồi về sau, Kha Lộng Ảnh sắc mặt biến đến càng phát yếu ớt, mồ hôi lạnh trên trán đều đem mái tóc cho làm ướt, trong mắt nàng lộ ra một tia tàn nhẫn, hạ lệnh trực tiếp đi hư không bên ngoài, còn lại hai cái quân đội từ bỏ đưa tin cho bọn hắn để hai vị tướng quân mang binh mỗi người tự chạy đi. Ách, à, y phiêu phiêu cùng tiểu ưng vương liếc nhau, hơi chấn động một chút, tình huống nghiêm trọng như vậy còn lại trăm vạn đại quân cũng không cần lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết a. Hiu, y phiêu phiêu gặp kha lộng ảnh ý tứ kiên định, không nói nhảm lập tức khống chế vô ảnh điều hướng trên không trung bay đi, đồng thời để côn trùng cho còn lại hai cái quân đội tướng quân truyền lệnh, để bọn hắn mỗi người tự chạy. Tiểu ưng vương, phá vỡ hồng mông cương khí đến trăm vạn trường không trung kha lộng ảnh ra lệnh một tiếng y phiêu phiêu thu hồi vô ảnh điều tiểu ưng vương biến thân phá vỡ hồng mông cương khí ba người bay vụt ra hư không bên ngoài về phía tây bên cạnh bay nhanh kha lộng ảnh sau khi rời khỏi đây thế mà hạ đạt một cái kỳ quái mệnh lệnh phía tây thế nhưng là minh giới nội địa a y phiêu phiêu không trần chờ lấy ra vô ảnh điều về phía tây bên cạnh nhanh chóng bay đi đồng thời nàng thả ra vô số côn trùng dò xét tình huống chung quanh áo bá mẫu Kha lộng ảnh đôi mắt lấp lóe, chần chờ một chút nói ra, có thể hay không đem người hỗn độn thú thả ra một phần, hướng bốn phương tám hướng bay loạn, lừa dối thoáng cái địch nhân, ta cảm giác có cường đại minh vương lập tức sẽ đến thiên linh giới, cái này minh vương chiến lược tuyệt đối nhưng so sánh phong đế cấp. Kha lộng ảnh lần này không có ra lệnh, mà là dùng giọng thương lượng, dù sao những này hỗn độn thú thuần hóa phi thường khó khăn. Ngụy thiên vương bọn hắn cùng một chỗ hao tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian, mới giúp y phiêu phiêu thuần hóa một vạn con hỗn độn thú, thả ra, rất có thể sẽ toàn bộ chết đi. Điểm trọng yếu nhất, cái này thuần túy là Kha Lộng Ảnh suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, vạn nhất Kha Lộng Ảnh cảm giác sai lầm, y phiêu phiêu hỗn độn thú tự hy sinh một cách vô ích. Tốt, y phiêu phiêu thế mà không có chút gì do dự, từng cái hỗn độn thú bị nàng phóng xuất, nàng chỉ là lưu lại gần trăm con tương đối cường đại, có được kỳ lạ năng lực hỗn độn thú, còn lại đều thả ra. Hạ một cái mệnh lệnh, để bọn chúng nhắm hướng đông bên cạnh phía nam phía bắc bay đi. Hưu vô ảnh điều hóa thành một đạo bạch quang hướng phía trước phá không mà đi, y phiêu phiêu trên thân thể bạch quang lấp lánh, nàng nhắm mắt lại cảm ứng một lát, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói ra tiểu giật đang theo chúng ta tới gần, hắn. Hẳn phải biết chúng ta tới, Kha Tiểu Thư, chúng ta muốn hay không cùng hắn đi tụ hợp. Giang giật, Kha lộng ảnh mặt tái nhợt thường phủ hiện ra một tia hồng nhuận, kia là cái tràn ngập thần kỳ nam nhân, giống như có thể cùng hắn tụ hợp, có lẽ các nàng còn có sống tiếp hy vọng, nếu không dựa vào các nàng là căn bản không thể thoát khỏi phong đế cấp minh vương truy sát, cho dù có thiên linh giới trăm vạn quân đội cùng kia gần vạn hỗn độn thú kéo dài cũng không được. Nàng lập tức khẽ kêu, tụ hợp, lập tức đi cùng giang giật tụ hợp. Tốt, y phiêu phiêu thân thể run lên, vội vàng khống chế vô ảnh điều chuyển hướng về phía tây phía nam bay đi, tiểu ưng vương kia sắc bén đôi mắt phát sáng lên, rốt cục muốn lần nữa gặp mặt sao. Kha lộng ảnh linh thể lên tác dụng lớn vô cùng, Nàng cũng không có cảm ứng sai, Minh Cổ mang theo năm cái Minh Vương dùng tốc độ khủng khiếp hướng Thiên Linh giới bay tới. Lúc đầu Minh giới đại quân khoảng cách bên này có 10 cái canh giờ lộ trình, Minh Cổ tốc độ bọn họ quá nhanh, chỉ là hao tốn mấy canh giờ tựu chạy tới. Tại Kha Lộng ảnh các nàng rời đi nửa canh giờ, Minh Cổ bọn hắn đã chạy tới Thiên Linh giới phụ cận, Tao Ngộ Y Phiêu Phiêu thả ra rất nhiều hỗn độn thú. Minh Cổ đều không có động thủ, thủ hạ năm cái Minh Vương xuất thủ nhẹ nhõm đem Tao Ngộ hỗn độn thú chém giết chớ để ý những này, đi thiên linh giới, nhanh. Minh cổ bản tôn tại một đoàn trong khói đen, căn bản là không có cách xem thấu bản thể của hắn, hắn lạnh giọng nói một câu bắn thẳng đến thiên linh giới mà đi, đều không cần phá vỡ hồng mông cương khí hóa thành một đoàn hắc vụ nhẹ nhõm đâm xuyên tiến vào. Quả nhiên có nhân tộc quân đội, giết, minh cổ trên người minh khí như mây đen ngập đầu tràn ngập mà xuống, dò xét một phen nhẹ nhõm tìm được lưu lại trăm vạn đại quân. Kia trăm vạn đại quân thế mà không có thoát đi, kia hai cái tướng quân khi lấy được đưa tin về sau, cũng không có trách cứ Kha Lộng Ảnh, bọn hắn biết rõ giống như không phải tình huống đặc thù, Kha Lộng Ảnh sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn rất nhanh làm xuống quyết định, quyết định chiến tử tại thiên linh giới, chém giết càng nhiều minh tộc, thay Kha Lộng Ảnh bọn hắn kéo dài một chút thời gian. Sở dĩ giờ phút này kia trăm vạn đại quân còn tại chém giết minh tộc cùng hoàng tộc, bất quá hai cái đại quân tách ra, chia làm vô số cỗ tiểu bộ đội, hướng thiên linh giới bốn phương tám hướng xuất phát. Tới tiếp viện minh tộc muốn đuổi theo giết Kha Lộng Ảnh bọn hắn, ít nhất phải trước tiên đem bọn hắn cho đánh giết a. Ha. Hừ, hai cái này tướng quân đánh giá thấp minh cổ trí thông minh, minh cổ hóa thành một đoàn hắc vụ gào thét mà xuống, nhẹ nhõm đem mười mấy cái nhân tộc quân đội ma hóa. Hắn rất nhanh tòng ma hóa nhân tộc linh hồn bên trong biết được một cái tin tức, Kha Lộng Ảnh mang theo 200 vạn quân đội đã trước một bước thoát đi. Các ngươi trước tiên đem nơi này quân đội toàn bộ chém giết, bản tọa đi trước đuổi giết bọn hắn chủ soái trễ chút các ngươi đuổi theo, mặt khác đưa tin cho minh địch bọn hắn, đem phụ cận hư không toàn bộ cho bản tọa vây lên. Minh cổ hóa thành một đoàn hắc vụ gào thét mà lên, mặc kệ thiên linh giới quân đội, truy sát kha lộng ảnh y phiêu phiêu tiểu ưng vương mà đi, nơi này chỉ có trăm vạn quân đội, trốn hai trăm vạn cùng đối phương chủ soái, hắn cũng không phải sẽ không chắc chắn. Trường 1888, Nam Nhi không dễ rơi lệ. Minh cổ bay ra hư không bên ngoài, trực tiếp vận dụng đại thần thông, nội tâm của hắn đã bại lộ tới cực điểm, thiên linh giới thiên cương giới lặp đi lặp lại nhiều lần bị tàn sát, chết đi hoàng tộc cùng minh tộc đã đạt tới một hai ức, cái này tổn thất đối với minh tộc cũng không tính cái gì. Nhưng minh đế lập tức sẽ xuất thế, giống như không đem kẻ cầm đầu đánh giết, hắn làm sao giống như minh đế bản giao. Trên người hắn toát ra cuồn cuộn minh khí, những ngày minh khí như từng sợi như gió mát hướng tứ phía tám mới bay bắn đi, tốc độ quá nhanh, thoáng cái tựu phúc tản phương viên 10 vạn lý. Chỉ cần minh khí những nơi đi qua, tất cả tình huống hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Không thể không nói, minh cổ thần thông quá rộng, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, hắn minh khí đã bao trùm phương viên trăm vạn lý, hơn nữa còn tại chiều bốn phương tám hướng khuếch trương. Hắn cũng nhẹ nhõm dò xét đến rất nhiều hỗn độn thú, chính hướng đông nam bắc ba phương hướng chạy trốn, những này hỗn độn thú cùng phụ cận minh tộc trinh sát khai chiến. Bởi vì thực lực đều có thể so phong vương cấp, sở dĩ minh giới trinh sát căn bản ngăn không được, hỗn độn thú khoảng chừng hơn 9,000 con, không bao giờ minh cổ cũng có chút dò xét không đến. Đông Nam Bắc ba phương hướng đều có hừ hừ, cái này rõ ràng là nghĩ lừa dối bản tọa, kia 200 vạn quân đội cùng nhân tộc chủ soái hẳn là bỏ chạy phía Tây A. Minh cổ đôi mắt nhất chuyển, căn bản không để ý tới những cái kia đào tẩu hỗn độn thú, nhanh chóng về phía Tây bên cạnh bay đi, hắn không sợ hỗn độn thú đào tẩu, bởi vì Minh giới đại quân chính hướng bên này vào tới. Rất nhanh Minh địch cũng sẽ thu được đưa tin, đến lúc đó bố trí xuống tầng tầng lưới, những cái kia hỗn độn thú có thể bỏ chạy cái nào cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành minh nô. Minh cổ trí thông minh rất cao, đi theo minh đế nhiều năm, đối với binh pháp mưu kế sách lược những này có một ít hiểu rõ, giống như đổi lại là hắn, khẳng định cũng sẽ mang theo quân đội bỏ chạy phía tây. Dù sao bên kia minh tộc hội càng ít một chút, nhắm hướng đông bên cạnh trốn cái kia chỉ có tự chui đầu vào lưới. Hưu, minh cổ thân thể chỗ trong khói đen một khối to lớn hắc cờ xuất hiện, thân thể của hắn hóa thành lưu quang tiến vào ma vương cờ bên trong, tiếp lấy Ma Vương Cờ Hắc Quang đại thịnh, về phía tây bên cạnh nhanh chóng bay đi. Hắc trên lá cờ đạo đạo khói đen mờ mịt mà đi, Minh Cổ một bên mượn nhờ Ma Vương Cờ phi hành, một bên tiếp tục phóng thích Minh Ma Tử Khí dò xét tình huống chung quanh. Ha ha, quả nhiên là về phía tây bên cạnh trốn. Chỉ là nửa canh giờ, Ma Vương Cờ bên trong truyền ra một đạo tiếng cười lạnh. Minh Cổ chiến lực nhưng so sánh Thanh Đế, mượn nhờ Ma Vương Cờ tốc độ so Thanh Đế còn nhanh hơn mấy phần, thoáng cái đã đến gần kha lộng ảnh y phiêu phiêu các nàng khoảng cách giờ phút này khoảng cách còn có trăm vạn lý y phiêu phiêu cưỡi vô ảnh điều tốc độ cũng rất nhanh nhưng minh cổ phi thường tự tin lại cho hắn nửa canh giờ tuyệt đối có thể đuổi kịp kha lộng ảnh ba người nguy rồi ngay tại cấp tốc cuồng bay kha lộng ảnh kinh hô lên nội tâm của nàng rung động càng ngày càng mãnh liệt thậm chí tại vừa rồi nàng cảm nhận được minh cổ khí tức này khí tức quá kinh khủng sau so lân hậu đều muốn cường đại cái này chỉ có một lời giải thích minh giới tối cường minh vương minh cổ ngay tại truy sát các nàng thế nào tiểu ưng vương cũng cảm thấy một tia không đúng bởi vì phụ cận trong không khí minh khí rõ ràng nồng nặc mấy phần hắn phía sau lưng có chút sù lông cảm giác điều này nói rõ có cường đại minh tộc đang đến gần kha lộng ảnh đôi mắt đẹp lấp lóe vài vòng nói ra có cái minh vương ngay tại đuổi giết chúng ta cũng đã khóa chặt chúng ta cái này minh vương rất có thể là minh giới tối cường minh cổ a à, y phiêu phiêu trong mắt lóe lên một tia hàn mang nàng trầm ngâm một lát đột nhiên khống chế vô ảnh điều hướng phía tây bắc hướng phi đi tiểu ưng vương cùng kha lộng ảnh có chút kinh ngạc ngẫu nhiên lập tức kịp phản ứng y phiêu phiêu đây là không muốn liên lụy giang giật a à. minh giới tối cường minh vương giang giật khẳng định không đối phó được giống như tiếp tục về phía tây phía nam phi hành kia giang giật cũng chỉ có thể cùng chết áo bá mẫu tiểu ưng vương kha lộng ảnh trầm tư một lát mở miệng nói các ngươi vẫn là về phía tây phía nam đi thôi ta mang theo 200 vạn quân đội đoạn hậu các ngươi tìm tới giang giật còn có chạy chối chết hy vọng nếu không chúng ta chạy trốn tới chỗ nào đều là chết đối phương là minh giới tối cường minh vương ba người như là đã bị khóa định kia đã tuyên cáo tử vong kha lộng ảnh mang binh lưu lại lời nói y phiêu phiêu tiểu ưng vương tìm tới giang giật vẫn là có cơ hội sống sót dù sao giang giật tại minh giới ẩn núp lâu như vậy khẳng định có quỷ dị thần thông có thể né qua minh giới lục soát không được tiểu ưng vương phi thường quả quyết mở miệng nói ngươi là chủ soái nào có ngươi lưu lại đoạn hậu chúng ta chạy chối chết đạo lý các ngươi đi thôi ta mang binh đoạn hậu không cần đoạn hậu Y phiêu phiêu đột nhiên đắng chát mở miệng nói, tiểu giật tốc độ đột nhiên tăng lên, tại cấp tốc hướng chúng ta tới gần, hắn cách không xa, hẳn là cũng bị minh vương khóa chặt, đã như vậy vậy trước tiên tụ hợp cùng một chỗ, thương nghị đối sách đi. Tốt ha, à, kha lộng ảnh cùng tiểu ưng vương liếc nhau, trong mắt hơi lộ ra một tia hy vọng, giang giật thần kỳ như vậy sẽ có hay không có biện pháp giúp các nàng vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Y phiêu phiêu lần nữa chuyển hướng, giang giật đã nhanh chóng hướng bên này tới gần, rời đi bên này cũng không xa kia chuyển hướng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Minh Cổ khẳng định đã khóa chặt Giang Giật, giống như Giang Giật cũng không có cách nào, kia trước khi chết mẹ con còn có thể gặp một lần cũng xem là tốt. Vô ảnh điều tốc độ đạt tới cực hạn, y phiêu phiêu thông qua côn trùng cảm ứng được tình huống ở phía sau, phát hiện cái kia ma vương cờ chính dùng tốc độ khủng khiếp đuổi theo. Con của ta, con của ta, càng là hướng phía trước mới bay đi, y phiêu phiêu trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, nàng cố nén không để cho mình khóc lên, thân thể lại là run rẩy càng ngày càng lợi hại bao nhiêu cái hàng đêm bao nhiêu lần trong mộng bừng tỉnh bao nhiêu lần huyễn tưởng cùng tưởng niệm y phiêu phiêu rời đi gian giật thời điểm hắn còn tại trong tạ lót y phiêu phiêu nghĩ tới rất nhiều lần nghĩ đến cố gắng tu luyện không ngừng mạnh lên đạt tới phong vương cấp siêu việt mị ảnh vương sau đó giết ra thánh mục đi thiên tinh giới tìm kiếm gian giật lại không nghĩ rằng gian giật như vậy không chịu thua kém không chỉ có phi thăng còn trở thành địa giới đệ nhất nhân thậm chí danh mãn thiên giới Tại Minh giới náo động lên động tĩnh lớn như vậy, vạn lý, 10 vạn lý, 30 vạn lý, y phiêu phiêu thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, nàng toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, lưu động tốc độ vượt qua gấp 10, điều này nói rõ ràng giật đã tại phía trước, huyết mạch cộng minh. A, à, kha lộng ảnh thần thức tương đối mạnh, nàng đột nhiên kinh nghi một tiếng. Bởi vì nàng dò xét đến phía trước có một cái cường đại yêu tộc đại đế mang theo một người thân mà thú minh tộc cuồng bay mà đến, tốc độ quá nhanh lập tức bên trên liền muốn tao ngộ mà cái kia minh tộc giờ phút này thế mà lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Hiu, rốt cục phía trước vang lên một đạo tiếng xé gió, một cái tóc bạc mắt bạc yêu tộc mang theo một cái minh tộc ra ba người trong tầm mắt. Cái kia minh tộc là một loại phi thường cấp thấp minh tộc, thân người mặt thú, bất quá giờ phút này hắn lại phi thường khoa trương mặt mũi tràn đầy nước mắt, ánh mắt của hắn xa xa khóa chặt vô ảnh điều trên lưng y phiêu phiêu, đôi tròng mắt kia bên trong có rất rất nhiều tình cảm, tựa hồ tại im ắng trình bày chi tiết cái kia phức tạp nội tâm. Y phiêu phiêu cũng phi thường kích động, nàng khống chế vô ảnh điều dừng lại, cứ như vậy xa xa cùng thân người mà thú minh tộc nhìn nhau, nàng nửa điểm không có kinh nghi, có là cực nóng yêu thương cùng vô tận ái náy. Ông, thân người mà thú minh tộc trên thân bạch quang lóe lên, biến thành một cái khôi ngô người trẻ tuổi, hắn hướng phía trước mới bay ngàn trượng về sau, hai đầu gối quỷ gối giữa không chung, mang theo tiếng khóc nức nở cong xuống, đứa con bất hiếu con, giang giật bái kiến mẫu thân. mươi 1889, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Đã bao nhiêu năm, thượng giới thời gian mặc dù chỉ có 2 3 năm, nhưng hạ giới thời gian coi là đã là mấy trăm năm. Giang giật cảm giác đi qua mấy đời, nhìn qua trước mặt cái này mộng rắt hồn tác nữ tử, hắn cảm giác vẫn là đang nằm mơ. Khi còn bé, Giang Vân Hải nói cho hắn biết, cha mẹ của hắn đã sớm chết, hắn là cái không ai muốn cô nhi. Từ nhỏ hắn tự phi thường hâm mộ hài tử khác có thể tại mẫu thân phía trước núng nịu, bị khi dễ có thể tìm phụ thân ra mặt. Nhưng hắn không có cha mẹ chỉ có một cái tiểu thị nữ sống nương tựa lẫn nhau bị ủy khuất chỉ có thể chính mình thừa nhận đằng sau hắn biết được chính mình có phụ thân nhưng hắn lại không chịu nhận người phụ thân này bởi vì cái này phụ thân quá vô tình thẳng đến hắn biết được y phiêu phiêu còn sống nhìn y phiêu phiêu lưu lại kia đoạn ảnh cùng nhau máu của hắn mới bắt đầu thiêu đốt trong lòng mới của hắn dâng lên một cái hy vọng hắn thể nhất định muốn tìm tới y phiêu phiêu hắn đi ra thiên tinh đại lục một đường điên phổi lưu ly trải qua thiên tân vạn khổ nhiều lần bị đuổi giết hiểm chết vô luận lại khổ lại mệt mỏi, vô luận lại nguy hiểm cục diện hắn chưa bao giờ buông tha. Bởi vì hắn trong lòng một mực có một cái tín nhiệm, hắn muốn tìm tới y phiêu phiêu, nhất định muốn tìm tới nàng. Hắn vượt ngang hoang vô đông hải, thổi qua huyết giả hung hải, tại tội đảo giết ra một đường máu, tại tuyết vực phiêu linh, cuối cùng thành công vấn đỉnh thiên tinh giới. Lại không nghĩ rằng y phiêu phiêu không có ở thiên tinh giới, mà là tại thượng giới, còn bị trấn áp tại thánh linh sơn phía dưới, phải thừa nhận ngàn năm cô độc cùng thống khổ, hắn lần nữa bước lên xa lạ hành trình chỉ vì tìm tới y phiêu phiêu chỉ là không nghĩ tới đi thiên giới phát sinh càng nhiều chuyện hơn hắn đã từng khoảng cách y phiêu phiêu là gần như vậy đã từng còn chứng kiến y phiêu phiêu bóng lưng cuối cùng lại không có cơ hội gặp nhau mẹ con gần trong gang tắc lại không cách nào gặp nhau đây là cỡ nào bi ai đây là chuyện thống khổ dường nào may mà hết thảy trả giá hết thảy cố gắng hết thảy kiên trì đều là đáng giá giờ khác này hắn cùng y phiêu phiêu rốt cục gặp nhau giang giật trong mắt mặc dù ngậm lấy nhiệt lệ khóe miệng lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt có thể cùng y phiêu phiêu gặp một lần hắn cảm thấy đời này dù chết cũng không hối hận con của ta con của ta y phiêu phiêu thân thể theo vô ảnh điểu bên trên bay lên nàng chậm rãi bay tới bay đến giang giật trước mặt thân thể ngồi xổm xuống duỗi ra một đôi như ngọc tay nghĩ khẽ vuốt giang giật mặt nhưng nàng cũng sợ đó là cái mộng đụng một cái tựu nát sở dĩ có chút không dám đụng trong mắt của nàng nước mắt hội tụ thành sông làm ướt váy miệng nàng môi không ngừng rung động thì thào không ngừng hải tử thật là ngươi sao mẫu thân không có nằm mơ sao ngươi thật là con của ta sao đúng vậy đúng giang giật đứng thẳng thân thể nắm chắc y phiêu phiêu tay trọng trọng gật đầu nói mẫu thân ta là giang giật ta chính là con của ngươi mẫu thân hải nhi rốt cuộc tìm được ngươi hải tử thật xin lỗi thật xin lỗi y phiêu phiêu một tay lấy giang giật ôm vào trong ngực khóc không thành tiếng không ngừng nỉ non nói hải tử xin tha thứ mẫu thân tha thứ mẫu thân từ bỏ ngươi, tha thứ mẫu thân rời đi ngươi, tha thứ. Giang giật nghẹn ngào gật đầu nói, ta biết, ta biết tất cả mọi chuyện, mẫu thân, ta không trách ngươi. Chỉ đổ thừa hài nhi vô năng, không thể sớm một chút đem mẫu thân theo thánh linh sơn dưới giải cứu ra, để mẫu thân thụ nhiều năm như vậy khổ, là hài nhi không dùng. Khổ khổ, đúng lúc này, Kha Lộng Ảnh đột nhiên phát ra một đạo ho nhẹ âm thanh, cắt ngang Giang giật cùng y phiêu phiêu đối thoại. Kha lộng ảnh cũng không phải là cố ý muốn đánh gãy mẹ con ở giữa ôn chuyện, nàng cũng biết y phiêu phiêu cùng Giang giật có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ phút này không phải ôn chuyện thời điểm, giống như nói tiếp, sợ là minh cổ đều muốn đến. Cho nên nàng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở, Giang giật, giờ phút này không phải nói chuyện trời đất thời điểm, minh giới tối cường minh vương minh cổ ngay tại đằng sau, nhiều nhất ba nén hương thời gian liền sẽ đuổi theo. Chiến lực của hắn hẳn là nhưng so sánh thanh đế, người nhưng có biện pháp mang bọn ta thoát đi. Ân, giang giật đột nhiên ngẩng đầu trong mắt nước mắt biến mất sắc mặt biến đến băng lãnh hắn nhìn lướt qua kha lộng ảnh tiểu ưng vương cùng thiên phong đại đế vỗ vỗ y phiêu phiêu cõng nói ra mẫu thân chúng ta trước rút lui quay đầu hải nhi tại cùng ngươi mảnh trò chuyện y phiêu phiêu đứng dậy sắc mặt miến cưỡng khôi phục tỉnh táo nhìn qua giang giật nói tiểu giật người có biện pháp né qua minh cổ truy sát sao có giang giật khẽ mỉm cười nói mẫu thân yên tâm có hải nhi tại ai cũng không thể thương tổn ngươi kha lộng ảnh cùng tiểu ưng vương liếc nhau hai người đôi mắt sáng lên giang giật quả nhiên có được đại thần thông thế mà có thể né qua minh cổ truy sát bất quá ngẫm lại năm đó giang giật liền có thể tại thanh đế cuồng đế viêm đế thủ hạ đào mệnh có thể tại minh giới ẩn núp hơn một năm thời gian xuất quỷ nhập thần hai người cũng liền bình thường trở lại trong hai người tâm cũng lửa nóng ai cũng không muốn chết giống như có thể trốn về thiên hồng giới vậy sẽ là phi thường chuyện tốt đẹp các ngươi tiên tiến của ta không gian thần khí bên trong Giang giật lôi lệ phong hành, lấy ra hỗn Nguyên Châu, liền muốn đem ba người thu nhập đi vào. Y phiêu phiêu không trần chờ đối với mình nhi tử có thể có cái gì không yên lòng nàng thu hồi vô ảnh điều cùng trùng hoàng được thu vào hỗn Nguyên Châu bên trong, kha lộng ảnh cùng tiểu ưng vương trần chờ một phen, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Giang giật, dù sao dựa vào các nàng là chạy không thoát. Giang giật kỳ thật cũng không có nắm chắc, nhưng hắn không thể để cho Y phiêu phiêu lo lắng, hắn đem ba người thu vào về phía sau, đối thiên phong đại đế hạ lệnh đi. hưu. Thiên Phong Đại Đế lập tức mang theo Giang Giật cuồng bay. Giang Giật lấy ra hỏa linh châu nhanh chóng đưa tin. Si Hồng đại nhân, Minh cổ đã khóa chặt ta. Người nhưng có biện pháp giúp ta thoát đi. Ngươi không phải nói có thể giúp ta xuất thủ ba lần sao? Ta mời ngươi giúp ta lần này. Ai? Si Hồng khe khẽ thở dài truyền âm nói. Minh cổ là Minh giới tối cường Minh vương, đã hắn đã khóa chặt ngươi. Nơi này vẫn là Minh giới, trong hư không đều có Minh khí. Ngươi căn bản là trốn không thoát. Ta cùng Phượng tự xuất thủ cũng không phải đối thủ của hắn ách à, giang giật sắc mặt đại biến hắn chết không quan trọng a à, y phiêu phiêu tuyệt đối không thể bị nửa điểm tổn thương hắn cắn răng nói ra nếu không đại nhân hỗ trợ mang theo các nàng thoát đi ta cùng phượng tự đoạn hậu đoạn cái đầu của ngươi ngươi chết nhân tộc yêu tộc hy vọng tự tan vỡ các nàng chạy trốn cuối cùng còn không phải chết si hồng giận mắng một tiếng trầm ngâm chốc lát nói ngươi để phượng tự mang theo trước trốn đi bản tọa giúp ngươi ngăn cản một lát nhớ kỹ bản tọa nhiều nhất giúp ngươi ngăn cản nửa ngày thời gian trong vòng nửa ngày ngươi nhất định phải tìm tới tuyệt đối an toàn địa phương, nửa ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi. Lần này bản tỏa khẳng định hội nguyên khí đại thương, trong 3 năm ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế hỏa chi nguyên, hoặc là mang bản tỏa hồi trở lại ác ma thâm nguyên hấp thu hỏa chi nguyên, nếu không bản tỏa sẽ hồn phi phách tán. Ân, đa tạ si hồng đại nhân, Giang giật liên tục gật đầu nói, si hồng đại nhân yên tâm, Giang giật phát thể nhất định tại trong 3 năm khống chế hỏa chi nguyên hoặc là trở lại thiên yêu giới, nếu không để cho ta chết không yên lành Không cần phát thệ Một đạo lưu quang theo hỏa linh châu bên trong hiển hiện Hướng nơi xa bay đi Si hồng cuối cùng truyền âm nói Ngươi là vô danh lựa chọn người Là nhân tộc cùng yêu tộc hy vọng Coi như lần này bản tọa hồn phi phách tán cũng không trọng yếu Trọng yếu là ngươi nhất định muốn cố gắng tăng thực lực lên Thay vô danh cùng bản tọa thủ hộ nhân tộc cùng yêu tộc Trấn áp minh tộc Giống như ngươi không thể làm đến bản tọa chết cũng không nhắm mắt Đi Giang giật cắn giang hướng thiên phong quân chủ quát khẽ một tiếng, si hồng mặc dù xuất thủ đi ngăn cản, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ, hắn nhất định phải tại trong vòng nửa ngày tìm tới tuyệt đối an toàn địa phương ẩn núp xuống tới, nếu không đồng dạng chỉ có một con đường chết. chương 1890, còn sống trở về. Nửa ngày thời gian rất dài ra, dùng thiên phượng quân chủ tốc độ có thể phi hành khoảng cách rất xa, nhưng tuyệt đối an toàn địa phương cái này khó tìm. Kề bên này chỉ có hai cái đại giới mặt, một cái thiên cương giới, một cái là thiên linh giới, rất rõ ràng hai cái này đại giới mặt là không thể đi. Chỉ lên trời hồng giới bên kia trốn cũng không có khả năng, minh cổ trở về nói rõ minh giới đại quân đều trở về, bên kia tuyệt đối bày ra một tấm thiên la địa võng trở lấy bọn hắn đưa tới cửa. Phụ cận chỉ có một ít bí cảnh, những này bí cảnh khẳng định không an toàn, si hồng xuất thủ rất có có thể năng hỏa long kiếm đều sẽ bại lộ. Đến lúc đó lục soát cường độ chính là phi thường khủng bố, sở hữu minh vương đô sẽ đích thân xuất động tìm bọn hắn. Giang giật trầm ngâm một lát, phát hiện chỉ có ba con đường có thể đi hoặc là một mực về phía tây bên cạnh bay đi, xâm nhập minh giới khống chế khu vực nội địa, tìm kiếm địa phương ẩn núp. Hoặc là mạo hiểm tại phụ cận tìm bí cảnh ẩn núp, hoặc là liều một phen lượn quanh cái giới chỉ lên trời hồng giới phương hướng bay, nhìn xem có thể hay không lẫn vào minh giới trong đại quân. Cuối cùng, Giang giật lựa chọn ổn thỏa nhất an toàn lộ tuyến, hướng minh giới nội địa bay đi, bởi vì con đường này tương đối là an toàn nhất. Hắn không thể để cho Y Phiêu Phiêu kha lộng ảnh các nàng bị nửa điểm tổn thương, không thể mạo hiểm. Lần này phụ cận đại quân đều bị điều tập, phía tây trong hư không cũng không có quá nhiều minh giới đại quân. Nửa ngày thời gian đầy đủ bọn hắn phi hành khoảng cách rất xa. Minh cổ bọn hắn muốn lục soát độ khó hội tăng lớn, minh cổ không là chân thần, chỉ cần không bị hắn khóa chặt, nhất định có thể đào tẩu. Càng đi phía tây bay, lục soát phạm vi sẽ càng lớn, bao la như vậy khu vực, kia thêm bí cảnh, nhiều như vậy giới diện coi như minh tộc cùng hoàng tộc số lượng khổng lồ cũng không sợ, dù sao minh vương chỉ có nhiều như vậy, không phải minh vương tìm không thấy bọn hắn. Phượng tự, về phía tây phía nam bay, một đường chú ý dò xét, ngàn vạn không thể để cho minh tộc trinh sát phát hiện, cũng không cần tới gần bí cảnh, giống như bị phát hiện lập tức giết chết trinh sát. Giang giật hạ quyết tâm xong cùng thiên phong đại đế hạ lệnh, về phía tây phía nam bay, là bởi vì minh giới tại tây bắc biên, biên giới tây nam lục soát cường độ khẳng định hội yếu một ít. Được rồi, Thiên phong đại đế tự nhiên không dám khinh thường, dù sao quan hệ này đến mệnh của hắn, còn quan hệ đến phượng nghe mệnh, gian giật chết tất cả mọi người chết rồi. Hắn thần thức vô hạn phúc tràn ra đi, trước kia đều là si hồng dò xét, si hồng thần thức mạnh hơn hắn nhiều, si hồng không tại, chỉ có chính hắn đi dò xét. Không bằng hắn thần thức cũng không kém, dù sao cũng là thiên yêu giới tối cường yêu tộc đại đế. Hắn hóa thành một đạo lưu quang bay đi, tốc độ đạt tới cực hạn, giống như dò xét đến phụ cận có bí cảnh, hội trước tiên tránh đi, bí cảnh bên trong thường thường lại có trinh sát ẩn núp, tới gần liền sẽ bị phát hiện. Thiên linh giới phía tây trinh sát quả nhiên ít đi rất nhiều, giang giật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét bốn phía ba động, phòng ngừa có minh tộc trinh sát tiềm phục tại hư không bên trong, thiên phong đại đế không có dò xét đến. Lo lắng của hắn là dư thừa, thiên phong đại đế cái này phong đế cấp cường giả không phải là giả, hắn một đường bay đến, nhẹ nhõm tránh khỏi rất nhiều trinh sát, căn bản không có kinh động những cái kia bọn hắn, xa xa tự lách qua. Thiên phượng đại đế tốc độ là rất khủng bố, giống như cho hắn thẳng tắp phi hành, chỉ cần 4 năm ngày thời gian liền có thể bay trở về thiên hồng giới, sở dĩ nửa ngày thời gian đầy đủ hắn thoát đi khoảng cách rất xa. Si hồng đích thật là nghiêu bức, thiên phượng đại đế phi hành 10 cái canh giờ, đằng sau không có bất kỳ cái gì sự tình, minh cổ một mực không có đuổi theo. Điều này nói rõ minh cổ bị si hồng cản lại, si hồng nói giúp bọn hắn kéo nửa ngày, như thế cấp bậc tồn tại chắc chắn sẽ không nói nói ngoa. Lần nữa bay mười mấy cái canh giờ, Giang giật để thiên phong đại đế chuyển hướng hướng phía nam bay, lộ tuyến không thể một mực không thay đổi, dạng này địch nhân tìm tòi cũng phiền phức. Nửa ngày, Giang giật cũng không biết bay bao xa khoảng cách, mặc dù cùng si hồng thời gian ước định đã đến, nhưng Giang giật vẫn là không có dừng lại. Có thể bay đến càng xa càng là an toàn, hắn cũng không có tìm được phù hợp địa phương ẩn núp. Tiếp tục phi hành, Giang giật để thiên phong đại đế chuyển hướng, về phía tây phía nam phi hành, nội tâm của hắn có chút lo lắng bất an, thỉnh thoảng chú ý đằng sau Hắn cũng không phải là sợ Minh Cổ đuổi theo, mà là lo lắng Si Hồng. Si Hồng cường đại không cần hoài nghi, nhưng hắn là hồn thể, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, tuyệt đối không phải Minh Cổ đối thủ. Giống như bị Minh Cổ triệt để chém giết, kiêu hỏa long kiếm liền không có khí hồn, không có khí hồn vẫn là thiên đế thần binh sao. Lần nữa qua 5 canh giờ, 10 canh giờ, 30 canh giờ. Si Hồng vẫn chưa trở về, Giang giật sắc mặt biến đến khó nhìn lên, Si Hồng đối với hắn có đại ân, mặc dù nhìn vô tình nhưng thật ra là hữu tình giang giật biết rõ si hồng là vì khảo nghiệm hắn vì nhân tộc cùng yêu tộc hy vọng hắn trở nên càng ngày càng cường đại hắn tự nhiên không hy vọng si hồng thật xảy ra chuyện còn hướng trước mới bay sao nếu như ta nhớ không lầm phía trước là một cái đại giới mặt thiên vũ giới thiên phong đại đế đột nhiên lên tiếng nói hắn đối với phụ cận giới diện địa đồ còn mơ hồ có ta quen thuộc hắn mặc dù không có dò xét đến phía trước giới diện nhưng có thể thông qua thiên địa linh khí lưu động cảm ứng được một chút tình huống không thể vào giới diện. Giang giật phi thường quả quyết hạ lệnh, vòng qua cái này giới diện, đi cái này giới diện phía nam. Sự tình lần này huyên náo lớn như vậy, mình cổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tất cả giới diện đều sẽ nghiêm ngặt điều tra, quá tam ba bật, hắn dám vào đi giới diện, kết cục sau cùng liền là bị phát hiện, tiếp theo bị chém giết. Thiên phượng đại đế chiều phía nam chuyển hướng, vây quanh cái này giới diện thêm vào một vòng tròn lớn chuẩn bị lượn quanh đi phía nam, Giang giật mở miệng do hỏi, phượng tự, thiên vũ giới phụ cận có hay không ẩn nấp bí cảnh hoặc là có tử địa loại hình, nếu có dung nham tử địa vậy liền không còn gì tốt hơn. Hỏa diễm là minh tộc khắc tinh, giang giật không sợ nhất hỏa diễm, nếu có dung nham tử địa kia giấu vào đi, thời gian ngắn tựu rất an toàn. Không biết, thiên phượng đại đế nghĩ nghĩ trả lời, mấy ngàn năm đi qua, phụ cận biến hóa phi thường lớn, mà lại ta trong ấn tượng phụ cận là không có dung nham tử địa. Tốt ha, à, giang giật có chút thất vọng nói ra, người bay ly thiên vũ giới xa một chút, một đường dò xét thoáng cái, nhìn xem phải chăng có tử địa. Có tuần tra quân đội, phi hành vạn lý, thiên phong đại đế ngân đồng lóe lên, trầm giọng nói ra, chủ nhân, ngươi thu liếm khí tức một chút, ta lặng yên đi vòng qua, thiên vũ giới hẳn là nhận được tin tức, bắt đầu tìm tòi. Giang giật vội vàng thu liếm khí tức, thiên phượng đại đế khí tức trên thân thu liếm, như một đạo như gió mát hướng vùng đông nam lướt tới, nhẹ nhõm tránh khỏi xa xa một cái tuần tra đại quân, tiếp tục hướng phía nam bay đi hưu một canh giờ sau hậu phương một đạo lưu quang phá không mà đến giang giật cùng thiên phượng đại đế thần thức đảo qua sau đều mừng rỡ như điên bởi vì si hồng trở về si hồng bay thẳng bắn vào hỏa long châu bên trong trước tiên truyền âm nói mau rời đi nơi đây minh cổ có thể truy tung khí thức của ta có thể một đường hướng bên này đuổi theo không bằng hắn muốn đến nơi này ít nhất cần đại nửa ngày thời gian tiểu tử người phải nhớ kỹ không thể tiến vào giới diện bên trong nhất định phải nhanh tìm địa phương ẩn núp về sau lục soát đại quân hội càng ngày càng nhiều. Mặt khác, năng lượng của ta gần như hao hết, lập tức sẽ chìm vào giấc ngủ, giống như trong 3 năm không có hỏa tri nguyên, bản tỏa sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh nữa đến, về sau đường liền dựa vào chính người đi. Si hồng đại nhân vất vả, giang giật truyền âm đi vào, phi thường kiên định nói ra, đại nhân cứ việc nghỉ ngơi, chuyện còn lại tự giao cho ta, ta nhất định sẽ ý nghĩ nghĩ cách còn sống trở về. Trường 1891, Băng Tri Nguyên, mất đi si hồng cái này một cái cường đại giúp đỡ giang giật cũng không có cảm giác quá khẩn trương sợ hãi hắn một mực cũng không quen thuộc dựa vào người khác từ nhỏ cũng không có người cho hắn dựa vào hắn quen thuộc sự tình gì đều dựa vào chính mình dựa vào chính mình kiếm trong tay giết ra một đường máu thiên phượng đại đế mang theo hắn một đường hướng phía nam phi hành lần này giang giật không để cho thiên phượng đại đế tại phụ cận tìm kiếm bí cảnh si hồng nói minh cổ có thể sẽ lần theo khí thức của hắn đi tìm tới mặc dù nói là có thể nhưng phụ cận cũng không an toàn, Giang Giật quyết định tiếp tục thâm nhập sâu minh giới nội địa, để minh giới lục soát độ khó biến lớn, còn như về sau làm sao bây giờ, làm sao trở về vậy liền sau này hãy nói. Thiên Phượng Đại Đế không có một lát nghỉ ngơi, mang theo Giang Giật đi Thiên Vũ rơi phía Nam, lại lượn quanh đi phía Tây, tiếp lấy tiếp tục về phía Tây bên cạnh phi hành. Sòng giã bay 4 năm ngày nhiều thời gian, lần nữa vòng qua một cái đại giới mặt, Giang Giật rốt cục hạ lệnh ngừng đi đường, bắt đầu lục soát phụ cận bí cảnh tìm địa phương ẩn núp. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, đoán chừng đại quy mô lục soát đã trải qua rồi, tiếp tục trong hư không phi hành bại lộ tính sẽ vô hạn tăng lớn. Bọn hắn vòng qua hai cái đại giới mặt lúc, kia phụ cận lục soát cường độ phi thường cường đại, thật vất vả thoát khỏi truy tung, giang giật cũng không hy vọng lộ ra ánh sáng, lại bị truy sát. Tìm bí cảnh đơn giản, nhưng muốn tìm có thể ẩn núp địa điểm khó khăn. Thiên phượng đại đế tại phụ cận một đường tìm, cũng không dám tới gần bí cảnh tựu xa xa dò xét, một khi cảm ứng được bí cảnh phụ cận minh khí rất nồng nặc, cũng không dám dò xét. Có minh khí bên trong hiển nhiên có minh tộc, giống như bên trong minh tộc có đặc thù đưa tin thủ đoạn, thân phận sẽ lập tức lộ ra ánh sáng, coi như gây nên hoài nghi, bọn hắn cái này mấy ngày cũng rõ ràng bay. Chủ nhân, phía trước có một vùng đất chết, nửa ngày sau, thiên phượng đại đế truyền tới một tin tức tốt, gian giật tinh thần nhất chấn, từ địa kia đại biểu bên trong là không có bất kỳ cái gì sinh linh, Loại địa phương này tốt nhất ẩn núp, minh giới lục soát cường độ cũng sẽ không rất lớn. Hắn liền vội vàng hỏi, nguy hiểm không cái gì loại hình tử địa chúng ta có thể ẩn núp sao? Thiên Phượng Đại Đế dò xét một trận, có chút bất đắc dĩ mang theo Giang Giật hướng phía trước mới bay đi. Một bên giải thích nói, nơi này đoán chừng không cách nào ẩn núp, chính ngươi xem một chút đi. Giang Giật thần thức dò xét ra ngoài, rất nhanh một mặt cay đắng, phía trước bí cảnh đích thật là một vùng đất chết, bên trong tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ sinh vật ẩn núp bởi vì bên trong nhiệt độ đặc biệt thấp giang giật thần thức đều không thể dò xét vào tử địa bên trong thần trí của hắn khẽ dựa gần tử địa cảm giác linh hồn một trận nhói nhói bị đông cứng bên trong nhiệt độ có bao nhiêu thấp tuyệt đối vượt qua tưởng tượng thậm chí thiên phượng đại đế đi vào đều có thể sẽ lập tức biến thành băng điêu triệt để không động được quả nhiên hai người tại ở gần bí cảnh vài trăm dặm thời điểm nhiệt độ đã thấp đủ cho đáng sợ giang giật không vận công chống cự hàn khí thân thể tuyệt đối không động được lại tới gần một khoảng cách giang giật cắn răng lại lệnh thiên phượng đại đế tiếp tục chậm rãi tới gần càng đến gần nhiệt độ càng thấp đến đáng sợ tại khoảng cách bí cảnh trăm dặm lúc thiên phượng đại đế lắc đầu truyền âm nói chủ nhân không được cái này từ địa vào không được coi như đi vào chúng ta cũng sẽ trong nháy mắt biến thành băng điêu vẫn là mặt khác tìm địa phương đi lui đi giang giật toàn thân đều kết băng hắn đều không thể mở miệng nói chuyện chỉ có thể truyền âm thiên phượng đại đế nhanh chóng rút đi hai người rời đi trăm dặm khoảng cách sắc mặt mới trở nên hồng nhuận liếc nhau trong mắt đều là kinh ý, cái này tử địa bên trong có cái gì, làm sao có thể kia lạnh. Phượng tử, Giang giật mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn qua thiên phượng đại đế nói, người có thể hay không ở bên trong kiên trì một đoạn thời gian nếu như có thể mà nói, liền đem của ta không gian thần khí luyện hóa. Nơi này nhiệt độ thấp như vậy, Giang giật thần thức không cách nào dò xét đi vào, thiên phượng đại đế xem tình huống cũng không thể triệt để dò xét tra lý mặt tình huống. Nơi này minh tộc minh khí đi vào khẳng định sẽ bị đông kết, đồng dạng không cách nào dò xét, ở bên trong ẩn núp sẽ phi thường an toàn, cho dù có minh vương tới cũng không dám đi vào. Bọn hắn cũng không cần bên trong ẩn núp quá lâu, chỉ cần chờ phía trước mấy vòng cường độ cao lục soát đi qua sau, giang giật liền có thể ngụy trang thành minh tộc lặng yên nghĩ biện pháp trở lại thiên hồng giới. Không được, thiên phượng đại đế trả lời để giang giật rất là thất vọng, hắn giải thích nói, chủ nhân, trong này rất có thể có được băng chi nguyên, nếu không nhiệt độ không có khả năng thấp như vậy thần trí của ta cũng không thể dò xét đến bên trong, băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên đồng dạng kinh khủng, ta đi vào khẳng định là không có vấn đề, nhưng đoán chừng nhiều nhất ở bên trong ngốc một hai ngày tựu không chống nổi, một hai ngày thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Băng chi nguyên, Giang giật lông mày nhíu lại, rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, thiên phượng đại đế nói không sai, trên thế giới này có được khủng bố như thế cúi đầu địa phương, ngoại trừ băng chi nguyên bên ngoài còn có thể có chỗ nào a? À? Hỏa chi nguyên thiên phượng đại đế gánh không được, băng chi nguồn gốc từ nhưng cũng chịu không được, giang giật hơi có chút tiếc nuối, chính hắn càng không chống nổi. Hắn khoát tay áo ra hiệu thiên phượng đại đế lên đường tiếp tục đi tìm địa phương, hai người hướng nơi xa bay đi, giang giật một đường còn tại âm thầm tiếc rẻ, tốt như vậy ẩn núp chi địa, hai người lại không cách nào đi vào, cái này quá làm cho người ta tiếc nuối. Ân, phi hành mấy canh giờ sau, thiên phượng đại đế con người màu bạc đột nhiên có chút co rụt lại, hắn truyền âm nói, bên kia tới một đội đại quân, chủ nhân ngươi thu liếm khí tức, ta đi vòng qua. Giang giật không dám khinh thường, thiên phượng đại đế trịnh trọng như vậy việc, điều này nói rõ nhánh đại quân này số lượng rất lớn, mà lại bên trong khẳng định còn có cường giả, nói không chừng lại có minh vương. Hưu, thiên phượng đại đế nhanh chóng chuyển hướng, chuẩn bị vòng qua nhánh đại quân này. Bay sau nửa canh giờ, hắn sắc mặt lần nữa lạnh lẽo, mắng thầm, đáng chết. Phụ cận minh tộc quân đội làm sao nhiều như vậy khó khăn đạo minh cổ xưa biết rõ chúng ta tại phụ cận ẩn núp minh vương đô xuất động mấy cái. Giang giật sắc mặt ngưng trọng lên, giống như Minh Cổ có thể thông qua đặc thù thần thông cảm ứng được bọn hắn tại cái gì phương vị, cái kia còn trốn cái giam A, trực tiếp chờ chết được rồi. Không đúng, Giang giật nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, giống như Minh Cổ có thể xác định hắn tại phụ cận lời nói, cái kia hẳn là tự mình tìm tới cửa, còn phái cái gì đại quân lục soát A. Hưu, thiên phượng đại đế tiếp tục chuyển hướng, tránh đi cái này đến gần quân đội, rời đi chung quanh đây khu vực. Chỉ là hắn phi hành mấy canh giờ sau, lần nữa ngừng lại, Ngưng Âm Thanh nói ra, "Chủ nhân, chúng ta gặp được đại phiền toái, phụ cận quân đội nhiều đến dọa người, chúng ta tiếp tục như vậy phi hành muốn xảy ra chuyện a." Phụ cận Minh tộc quân đội nhiều lắm, nếu có đặc thù chủng tộc có thể cảm ứng được trên người chúng ta nhân tộc yêu tộc khí tức, sẽ lập tức lộ ra ánh sáng. Khó khăn đạo minh cổ chân có thể đại khái cảm ứng được chúng ta chỗ phương vị. Giang giật âm thầm đau đầu, hắn đôi mắt lấp lóe nghĩ đến biện pháp, đi là không thể tiếp tục đi, một khi hành tung bộc quang, đoán chừng minh cổ nhóm cường giả chẳng mấy chốc sẽ đến. Ẩn núp, phụ cận cũng không có nơi tốt ha, à, chỉ có cái kia tử địa coi như không tệ, nhưng này cái tử địa bên trong có băng chi nguyên. Liền đi cái kia tử địa, Giang giật trầm tư một lát, cắn răng lại lệnh làm nói. Cái kia tử địa nhiệt độ thấp đủ cho đáng sợ, nhưng hắn trên người có dung hợp hỏa diễm, hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian, trước né qua một trận này lục soát lại nói. Trường 1892, Cửa Tiên Giới băng chi nguyên tử địa, thiên phượng đại đế nhớ tới nơi này tựu không rét mà run, chỉ là giang giật kiên chỉ muốn đi vào hắn có thể làm sao mà lại giờ phút này đến đó cũng đích thật là an toàn nhất. Hắn không cách nào ngỗ nghịch giang giật mệnh lệnh, chỉ có thể cắn răng hướng cái kia tử địa phóng đi, trên đường đi né qua rất nhiều minh tộc đại quân, hao tốn 10 cái canh giờ mới đã tới cái kia tử địa. Phượng tự, nếu không, người vào của ta không gian thần khí bên trong ta đi dò thám đường giang giật lấy ra không gian thần khí liền phải đem thiên phượng đại đế thu vào đi cái sau con ngươi màu bạc có chút co rụt lại nói chủ nhân ngươi có thể chịu nổi sao vấn đề này không thể miễn cưỡng a à? giang giật như bị đông cứng chết bọn hắn cũng chỉ có thể một mực ở tại không gian thần khí bên trong không gian thần khí là một cái luyện chế ra tới kỳ lạ tiểu không gian cấm chế bên trong là không phá nổi giống như cưỡng ép phá vỡ trong lời nói không gian hội sụp đổ bọn hắn sẽ bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực xoắn thành bột mịn coi như thiên phượng đại đế cũng không thể ngoại lệ, thanh đế cùng minh cổ có lẽ có có thể trốn được một mạng. Giang giật ngụy đế cấp còn không có đạt tới đâu, tổng hợp chiến lược mặc dù nhưng so sánh ngụy đế cấp, nhưng đi vào chỗ chết bên trong, tuyệt đối không chống được quá lâu, sở dĩ thiên phượng đại đế có chút chần chờ. Không có chuyện gì, đi vào, ta chịu không được hội bảo ngươi ra, Giang giật rất kiên quyết hạ lệnh. Thiên phượng đại đế bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào không gian thần khí bên trong, giang giật thân thể thiên lực vận chuyển, hướng tử địa bên trong nhanh chóng bay đi. Càng đến gần tử địa, tốc độ của hắn càng chậm, tới gần trăm dặm sau hắn không thể không vận dụng huyền hoàng chi lực cường hóa nhục thân, bằng không hắn liền di động đều khó khăn. 80 dặm, 60 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Cho dù có huyền hoàng chi lực hắn đều không chống nổi, hắn chỉ có thể vận dụng hỏa diễm, trong tay ngũ sắc hỏa diễm liên tục không ngừng toát ra, hắn khống chế hỏa diễm tại thân thể ngoại hình thành một cái hỏa diễm hộ thuẫn, trong thân thể hàn khí lập tức quét sạch sành xanh. Hắn tại Thiên Tinh giới đã từng cảm ngộ một loại thần thông, Lôi Hỏa Thần Thuẫn. Dùng Lôi Hỏa chế tạo ra một cái hộ thuẫn bao phủ toàn thân. Hắn có Hỏa Linh Châu, đối với hỏa diễm căn bản là miễn dịch, giờ phút này ngưng tạo một cái hỏa diễm hộ thuẫn bao khỏa toàn thân, liền có thể chống cự giá lạnh. Cái này nhiệt độ thấp đủ cho quá kinh khủng, hỏa diễm tiêu hao thật nhanh a. À. Hỏa diễm hộ thuẫn chậm rãi trở nên yếu kém, bên trong năng lượng đang không ngừng bị tiêu hao, Giang giật đánh giá một chút thả ra gần 100 đám hỏa diễm nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy canh giờ, đây là ở bên ngoài A. Đi vào chỗ chết bên trong, hỏa diễm tiêu hao tốc độ sẽ càng nhanh mấy lần. Quả nhiên, một đường hướng bên trong bay, trong ngọn lửa năng lượng tiêu hao tốc độ tăng tốc, giang giật cắn răng ra tốc sông vào nhàn nhạt hồng mông cương khí bên trong, tiến vào tử địa bên trong. Cái này tử địa không coi là nhỏ, giang giật không dám nhô ra thần thức, chỉ có thể dùng con mắt xuyên thấu qua hỏa diễm quan sát. Liếc nhìn lại là một cái sông băng thế giới, nơi này không có cái gì, chỉ có mênh mông vô bờ sông băng, đây là một cái băng thế giới. Hỏa diễm tiêu hao thật nhanh, Giang giật phát hiện hỏa diễm tiêu hao tốc độ tăng thêm mấy lần, mặc dù tạm thời hỏa diễm hộ thuẫn sẽ không phá, nhưng hắn không dám khinh thường, vội vàng thả ra mười mấy đoàn hỏa diễm hòa tan vào. Một cái hỏa diễm thần thuẫn có thể kiên trì một canh giờ đi. Giang giật ở lại bên trong một hồi, gặp hỏa diễm thần thuẫn không có trực tiếp phá vỡ có chút tâm hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hỏa diễm còn có một số, có thể chống đỡ cái 10 cái canh giờ. Có hỗn độn châu hắn có thể liên tục không ngừng ngưng tạo ra hỏa diễm, cũng không sợ hỏa diễm tiêu hao hết, liền sợ hỏa diễm thần thuẫn thoáng cái phá, hắn liền muốn biến thành băng điêu bị tươi sống chết rét. Giang giật chậm rãi hướng xuống mới bay đi, hắn không có khả năng đều ở thiên thượng bay lên. Một bên hướng xuống mới bay đi, hắn một bên bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm cái gọi là băng chi nguyên. Phải nhờ vào gần đất mặt lúc, giang giật không dám rơi xuống đất bởi vì phía dưới đều là băng hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm sẽ đem băng hòa tan hội lưu lại dấu vết mặc dù hắn tính ra minh khí sau khi đi vào có thể sẽ bị đông cứng nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn vạn nhất minh vương minh khí có thể thò vào đến ở phía dưới lưu lại dấu vết lời nói lập tức sẽ bị phát hiện tới gần nơi này bên cạnh hỏa diễm tiêu hao tốc độ tăng tốc băng tri nguyên hẳn là ở chỗ này hắn hướng một cái phương hướng bay một khoảng cách Giang giật cảm ứng thoáng cái hỏa diễm năng lượng tiêu hao tốc độ, tại phụ cận thêm vào một vòng, rất nhanh xác định băng chi nguyên đông bắc bên cạnh. Hắn vội vàng về phía tây phía nam bay đi, càng hướng bên kia bay hỏa diễm tiêu hao tốc độ tương đối bắt đầu biến trì hoãn, giang giật tâm triệt để để xuống. Tự nơi này, bay mấy ngàn dặm, hắn phát hiện một cái cự đại sơn động, cái sơn động kia có mấy trăm trượng cao, giang giật đi vào phía ngoài băng tuyết không có ảnh hưởng, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn đi bên trong vậy liền không quan trọng, Minh Vương nếu có thể tiến vào nơi này tìm đến đến hắn, hắn chỉ có thể nhận thua. Sơn động rất sâu, nhưng bên trong đều bị sông băng cho phá hỏng, giang giật bay vài dặm đi sau hiện không có đường, hắn cũng mặc kệ bay thẳng hạ xuống. Xuy suy phía dưới băng tuyết bị nhiệt độ cao hòa tan, lộ ra một cái hố sâu, giang giật thân thể tiếp tục hướng phía dưới lặn xuống, cuối cùng chìm xuống trăm trượng mới đến sơn động dưới đáy trên tảng đá. Luyện chế hỏa diễm, giang giật ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước vận chuyển một chút hỏa diễm ra dung nhập hỏa diễm thần thuẫn bên trong, sau đó lập tức lấy ra mấy cái hỗn độn châu bắt đầu luyện chế hỏa diễm. Ở chỗ này hỏa diễm tiêu hao tốc độ quá nhanh, hắn còn không ngưng tạo hỏa diễm, nhiều nhất 10 cái canh giờ hỏa diễm liền sẽ toàn bộ tiêu hao hết. Không tốt, tại hắn lấy ra mấy cái hỗn độn châu luyện chế hỏa diễm lúc, hắn đột nhiên phát hiện một cái rất nhức cả trứng sự thật, ở chỗ này ngưng tạo hỏa diễm thế mà nhận lấy hạn chế. Hỗn độn châu toát ra hỏa diễm tốc độ so bên ngoài chậm gấp 10, dùng hắn luyện chế hỏa diễm tốc độ, tuyệt đối không sánh bằng tiêu hao tốc độ. Hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể đem thiên phượng đại đế phóng xuất đứng vững một đoạn thời gian, hắn vào không gian thần khí nội luyện chế đủ nhiều hỏa diễm, dạng này mới có thể trèo chống đầy đủ lâu thời gian, chờ đợi phía trước mấy vòng cường độ cao lục soát đi qua, lại rời đi cái này tử địa. Hắn thần thức quét tới hỗn nguyên châu bên trong, cùng thiên phượng đại đế truyền âm một trận, chờ thiên phượng đại đế sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hỗn nguyên châu sáng lên, thiên phượng đại đế ra phía ngoài. TT cứ việc đã sớm chuẩn bị, thiên phượng đại đế vừa ra tới tự bị bị phỏng, bất quá điểm ấy hỏa diễm còn chưa đủ dùng trọng thương hắn, hắn thân thể bay vụt mà lên, khoảng cách giang giật 200 trượng mới như chút được gánh nặng. Vừa mới trốn khỏi hỏa kiếp, hắn lại bắt đầu tiếp nhận băng tai, toàn thân nhanh chóng kết băng, dâu ria lông mày đều trắng. Hưu, giang giật đem hỗn nguyên châu giải trừ tinh thần liên hệ, ném cho thiên phượng đại đế, cái sau nhanh chóng luyện hóa sau đó đem giang giật thu nhập đi vào. Hô hô, Thiên phượng đại đế là giang giật hồn nô, giang giật căn bản không sợ hắn dở trò quỷ, hắn đi vào hỗn nguyên châu cái kia tiểu trong không gian, lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Bên trong cái này không gian không tính quá lớn, chỉ có phương viên 10 dặm. Bên trong có rất nhiều người, cuồng hổ không cần hỏi đao mẫn cuồng chiến bọn người tập hợp một chỗ, câu trần vương phượng nghe kha lộng ảnh y phiêu phiêu tiểu ưng vương vân băng tụ tại một bên khác. Nhìn thấy giang giật sau khi đi vào, cuồng hổ bọn người đôi mắt thoáng cái lạnh, Y phiêu phiêu kha lộng ảnh bọn người thì đôi mắt phát sáng lên, nhao nhao đằng không mà lên bay tới. Mẫu thân, Giang giật có chút khom người, sau đó hướng kha lộng ảnh bọn người chào hỏi, kha tiểu thư, vân tướng quân, tiểu ưng vương. Tiểu giật, tình huống bên ngoài thế nào ngươi không bị sự tình a? À? Y phiêu phiêu kéo lại Giang giật tay vấn đạo, kha lộng ảnh bọn người đầy mắt lo lắng, Giang giật rất thản nhiên nhún vai một cái nói, mẫu thân yên tâm, có hải nhi ở đây. Giang giật nói thật nhẹ nhàng, kỳ thật nội tâm phi thường nặng nề tình huống bên ngoài gấp gáp thiên phượng đại đế chịu không được bao lâu hắn không dám thêm hàn huyên tùy ý hàn huyên vài câu tìm một cái góc bắt đầu luyện chế hỏa diễm áo bá mẫu không nên quá lo lắng kha lộng ảnh ánh mắt nhìn lướt qua xếp bằng ở xa xa giang giật khẽ mỉm cười nói người đứa con trai này là quỷ tài là cửu dương thiên đế chọn chúng truyền nhân hắn hành trình điểm cuối cùng chắc chắn sẽ không tại minh giới chúng ta rửa mắt mà đợi đi con của người tương lai rất có thể vấn đỉnh toàn bộ hồng mông thế giới, thậm chí còn có thể mở ra cửa tiên giới, vĩnh sinh bất tử. chương 1893, hai con đường. Giang giật tại hỗn nguyên châu nội luyện chế hỏa diễm tốc độ nhanh rất nhiều, so bên ngoài là nhanh gấp 10, hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong phi thường lớn, gần như có thể vô hạn chứa đựng hỏa diễm. Hắn ở bên trong luyện chế ra 10 cái canh giờ hỏa diễm, ra bên ngoài đem hỗn nguyên châu luyện hóa, đem toàn thân đông cứng thiên phượng đại đế đổi vào đây. Chờ hắn hỏa diếm tiêu hao đến không sai biệt lắm, hắn lại đem thiên phượng đại đế phóng xuất, chính mình đi vào luyện chế hỏa diếm, như thế lặp đi lặp lại ngược lại là an toàn vô cùng. Thời gian đã qua đã nửa ngày, bí cảnh bên trong một mảnh tĩnh di, không có bất kỳ cái gì khác là tình huống phát sinh. Giang giật có chút yên tâm lại, chỉ cần có thể ở bên trong dấu 10 ngày nửa tháng, chờ phía trước mấy vòng lục soát thoáng qua một cái, lục soát cường độ biến yếu, kia bất luận để thiên phượng đại đế mang theo trở về, hay là hắn ngụy trang thành minh tộc đều có thể nhẹ nhõm trốn về thiên hồng giới. Mộng tưởng là tốt, hiện thực rất xương cảm giác. Giang giật lại một lần nữa đi vào hỗn nguyên châu nội luyện chế rất nhiều hỏa diễm, hắn ra đem thiên phượng đại đế để ủi đi vào, sau đó đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thôi diễn lôi điện áo nghĩa, chỉ là thôi diễn 78 canh giờ, hắn phát hiện bên ngoài có dị động. Hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái giác quan bén nhẹ dị thường, hắn cảm giác thiên địa linh khí ba động có chút dị thường. Hắn không dám dùng thần thức dò xét, chỉ có thể trước tiên đem thiên phượng đại đế phóng xuất đổi hắn đi vào, hắn bên ngoài cơ thể có hỏa diễm, bên trong hang núi này nhiệt độ chênh lệch quá lớn, dễ dàng bị phát hiện nhất. Hắn được thu vào hỗn nguyên châu bên trong, mặt ngoài mặc dù phi thường nhẹ nhõm lạnh nhạt cùng y phiêu phiêu bọn người chuyện trò vui vẻ, nội tâm lại là kéo căng tới cực điểm. Loại này tử địa bên trong minh tộc là không cách nào đến gần, có thể xuất hiện dị động hoặc là có cường đại minh tộc đến dò xét, hoặc là liền là tử địa bên trong thai ngén có tồn tại cường đại, mặc kệ là bất luận một loại nào tình huống đều không phải là chuyện tốt ông một nén nhang sau hắn bị truyền tống ra ngoài thiên phượng đại đế mặt mũi tràn đầy ngưng trọng truyền âm nói chủ nhân đại sự không ổn vừa rồi có một cái minh vương đến dò xét không bằng hắn không phải phong đế cấp minh vương minh khí không cách nào đến phía dưới sở dĩ không có phát hiện chúng ta bất quá cái này minh vương dò xét thật lâu ta hoài nghi minh cổ bọn hắn hẳn là có một loại cường đại thần thông bọn hắn mặc dù không cách nào xác định chúng ta ở chỗ này nhưng cũng có thể biết chúng ta liền tại phụ cận. Giang giật đôi mắt lấp lóe, trầm ngâm một lát truyền âm nói, mặc kệ, người đi vào trước nghỉ ngơi đi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, giống như lại có minh vương đến dò xét, đoán chừng 8-9 phần 10, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp đi. Giang giật cũng không đem hỗn nguyên châu luyện hóa, trực tiếp đem thiên phượng đại đế thu nhập thiên hàn châu bên trong, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện thôi diễn lôi điện áo nghĩa. Hắn còn tại thôi diễn lôi sinh hỏa áo nghĩa, Si Hồng không có hỏa chi nguyên bổ sung năng lượng ngủ say trong 3 năm giống như Giang Giật còn không thể khống chế hỏa chi nguyên, hoặc là không thể trở về đến ác ma thâm nguyên, Si Hồng sẽ hồn phi phách tán. Hỏa chi nguyên quá bá đạo, giống như có thể khống chế hỏa chi nguyên, hắn sống tiếp khả năng sẽ vô hạn tăng lớn. Trong khoảng thời gian này hắn tổn trữ rất nhiều hỏa diễm, đầy đủ treo chống một ngày thời gian, hắn chuẩn bị trước bế quan một ngày thời gian đem hỏa diễm tiêu hao đến không sai biệt lắm lại đi vào luyện chế hỏa diễm. Hắn đem trong đầu tạp niệm khu trục, yên lặng đi vào toàn tâm toàn lực thôi diễn, cái này thôi diễn là một loại phi thường dường ra sự tình, cần lặp đi lặp lại suy tính, không ngừng xác minh. Cái này lôi điện áo nghĩa quá huyền diệu, lúc trước hắn thôi diễn một năm đều không tiến triển chút nào, giờ phút này thôi diễn một cái chi nhánh cũng cảm giác phức tạp tới cực điểm. Không bằng hắn cảm giác chính mình thôi diễn phương hướng là đúng, chỉ cần là đúng thôi diễn xuống dưới sớm muộn hội đại thành, chỉ là thời gian quan hệ thôi. Thời gian từ từ trôi qua, tử địa bên trong gió lạnh gào thét, vạn lý sông băng, trong một cái sơn động lại có một đoàn hỏa diễm, hỏa diễm bốn phía băng không ngừng hòa tan, sau đó lại đông kết, lặp đi lặp lại tuần hoàn, nếu có minh khí thỏ vào đến, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng phát hiện. Một canh giờ, 10 canh giờ, 30 canh giờ. Giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra, cũng không phải là hắn lôi sinh hỏa áo nghĩa đại thành, mà là cái này từ địa bên trong linh khí ba động lại xảy ra vấn đề. Hắn trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nội tâm trầm lạc đáy cốc, Kết quả xấu nhất xuất hiện minh cổ bọn hắn rất có thể có một loại cường đại thần thông bí thuật, có thể xác định bọn hắn tại một cái khu vực, nếu không cái này tử địa bên trong sẽ không như thế tấp nập có minh vương đến dò xét. Hắn không dám khinh thường, đem thiên phượng đại đế phóng ra, để hắn đem chính mình thu nhập hỗn nguyên châu bên trong, lặng lặng chờ đợi kết quả. Quả nhiên, một nén nhang sau thiên phượng đại đế truyền âm vào đây, lại một cái minh vương đến dò xét, bất quá cái này minh vương cảnh giới vẫn không tính là quá mạnh minh khí không cách nào đến bên trong hang núi này. Minh Vương hẳn là cũng không có phát giác vấn đề, dù sao Giang Giật ở bên ngoài cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Giang Giật mặt không thay đổi ngồi ở bên trong, một bên luyện chế hỏa diễm, trong đầu điên cuồng vận chuyển, phân tích cục diện trước mắt. Minh cổ bọn hắn có thể khóa chặt bọn hắn tại phụ cận, điểm này không cần hoài nghi, bằng không bọn hắn chạy trốn xa như vậy, lục soát phạm vi vô cùng lớn, không có khả năng ngắn như vậy thời điểm có hai cái Minh Vương đến dò xét minh cổ bọn hắn hẳn không có khẳng định bọn hắn tại tử địa bên trong không phải minh cổ đã sớm tự mình đánh tới sở dĩ hắn còn có thời gian nhưng thời gian này tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng bọn hắn không thể đi ra ngoài bên ngoài khắp nơi đều là đại quân minh cổ thậm chí có thể đều đi tới phụ cận đi ra ngoài chết sẽ nhanh hơn các loại chờ minh vương đem phụ cận từng cái bí cảnh lục soát hoàn tất xác định không có về sau minh cổ cuối cùng khẳng định hội khóa chặt cái này tử địa thời gian này sẽ không quá trường đoán chừng tối đa cũng tự 8 ngày thời gian 10 ngày, thậm chí ngắn hơn. 10 ngày 8 ngày hắn có thể làm gì? Giang giật tâm càng ngày càng nặng trọng, cũng không có từ bỏ. Hắn chết không sao, y phiêu phiêu kha lộng ảnh tiểu ưng vương vân băng đều ở đây, mẹ con vừa mới nhận nhau, đều không có thời gian hảo hảo nói một chút, Giang giật tuyệt đối không cho phép y phiêu phiêu bọn người chết đi. Làm sao bây giờ, Giang giật não hải chuyển động đến càng lúc càng nhanh, nghĩ đến các loại phá cục chi pháp. Càng là đường danh sinh tử, đầu óc hắn chuyển động càng nhanh, chỉ là nửa canh giờ, hắn liền đã xác định hai con đường. Muốn tự cứu, chỉ có hai con đường, đệ nhất trong thời gian ngắn tăng cường chiến lực, lực kháng minh cổ. Con đường này hắn chỉ có một cái biện pháp có thể thực hiện, cái kia chính là cảm mộ lôi sinh hỏa áo nghĩa khống chế hỏa chi nguyên. Chỉ cần có thể khống chế hỏa chi nguyên, hắn tự miễn cưỡng có được cùng minh cổ đối kháng tiền vốn, nhưng cuối cùng tình huống là thế nào, không ai nói chắc được, dù sao hắn cũng không biết hỏa chi nguyên uy lực, minh cổ thế nhưng là nhưng so sánh thanh đế tồn tại. Thứ hai con đường, liền là để minh cổ tìm không thấy hắn, từ bỏ đối cái này từ địa tìm kiếm. Muốn để minh cổ đều dò xét không đến, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn cảm ngộ một loại cường đại băng hệ áo nghĩa, kháng trụ băng chi nguyên cúi đầu. Chỉ có ẩn núp đi băng chi nguyên phụ cận, hắn mới có thể tránh qua minh cổ dò xét, băng chi nguyên nhiệt độ thấp đủ cho đáng sợ, đoán chừng minh cổ minh khí đều không thể lan tràn đi qua. Tại bên trong hang núi này là tuyệt đối không được, minh cổ minh khí nhất định có thể nhẹ nhõm lan tràn vào đây. Muốn tại 10 ngày 8 ngày thời gian bên trong cảm ngộ một cái cường đại băng hệ áo nghĩa, điều này tựa hồ có chút người si nói mộng. Trước luyện chế đầy đủ hỏa diễm đi, để phượng tự đứng vững một chút thời gian, chờ hỏa diễm đầy đủ, ta tự ra ngoài toàn lực lĩnh hội, sinh tử tự, tự xem cái này mấy ngày. Giang giật quyết định, công kích thoáng cái cấm chế bên trong cùng thiên phượng đại đế truyền âm một trận, để thiên phượng đại đế trước kiên trì đại nửa ngày, cho hắn luyện chế đủ nhiều hỏa diễm, hắn lại đi ra toàn lực bế quan cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa. chương 1894, nóng lạnh bất xâm. Giang giật cùng thiên phượng đại đế suy đoán là chính xác, minh cổ hoàn toàn chính xác có một loại đại thần thông có thể đại khái dò xét giang giật chỗ khu vực. Cái này thần thông là minh đế độc môn tuyệt kỹ, chỉ truyền cho minh cổ, bất kỳ cái gì nhân tộc yêu tộc minh tộc chỉ cần bị khóa định quá khí hơi thở, đều có thể thông qua loại bí thuật này dò xét hắn chỗ khu vực. Bất quá cái này bí thuật là có thiếu hụt, hoặc là nói minh cổ không có đạt tới minh đế cảnh giới. Nếu như là minh đế trong nháy mắt có thể tìm tới giang giật, minh cổ lại làm không được, hắn chỉ có thể cảm ứng được giang giật tại khu vực phụ cận. Sở dĩ hắn điều tập đại quân tại phương viên ngàn vạn dặm tinh tế lục soát, giờ phút này hắn cũng đã tới phụ cận giới diện, thiên tượng giới. Hắn đã điều tập dòng giã ngàn vạn hoàng tộc, mấy ngàn vạn minh tộc, đem phương viên ngàn vạn dặm đều bao bọc vây quanh, còn tại không ngừng triệu tập đại quân phụ cận sở hữu bí cảnh đều tại một lần lại một lần lục soát hắn hạ tử mệnh lệnh nhất định muốn tìm tới giang giật bọn người bởi vì hắn nhận ra si hồng hỏa long kiếm khí hồn xuất hiện điều này nói rõ hỏa long kiếm cũng xuất thế hỏa long kiếm mặc kệ tại trên tay người nào đều phải cầm xuống cũng không phải là minh cổ muốn thanh kiếm này mà là thanh kiếm này không thể rơi vào nhân tộc trong tay thanh kiếm này lực hiệu triệu quá lớn kia là thiên đế đại biểu có thể hiệu lệnh quần hùng thiên hạ minh cổ liền thiên cương giới cùng thiên linh giới đều mặc kệ giống như thanh đế muốn dẫn minh đem hai cái này giới diện đánh xuống hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới cầm xuống hỏa long kiếm có thể bù đắp được mấy cái giới diện chờ minh đế xuất thế hắn có thể có cái bản giao hắn như thế thân phận đương nhiên sẽ không đích thân đi tìm hắn đem tất cả minh vương đô phái đi ra bất quá kia tám cái phong đế cấp không có phái đi ra hắn chuẩn bị vừa phát hiện giang giật bọn người tựu mang tám cái phong đế cấp cùng một chỗ vây giết cách mỗi một ngày hắn hội phóng thích một lần bí thuật xác định giang giật bọn người không hề rời đi đáng tiếc phía dưới lần lượt hồi báo vô số bí cảnh tìm tòi một lần cũng không có phát hiện giang giật đám người bóng dáng thậm chí đều không có bất kỳ cái gì manh mối hắn nổi giận hạ lệnh để đại quân tiếp tục điều tra bất kỳ cái gì có hoài nghi địa phương cũng không thể buông tha sở hữu bí cảnh bên trong minh tộc đều muốn từng cái kiểm tra đồng thời hắn còn hạ lệnh đem phụ cận mấy vạn cái bí cảnh bên trong minh tộc đều triệu tập đi thiên tượng thành nội để hắn tự mình dò xét phòng ngừa giang giật tiềm phục tại minh tộc bên trong. Giang giật luyện chế ra đại nửa ngày hỏa diễm, xác định hắn hỏa diễm có thể chống đỡ 10 ngày 8 thiên hậu, để thiên phượng đại đế đem hắn truyền tống ra ngoài. Thiên phượng đại đế cả người đều biến thành băng điêu, thân thể nghiêm trọng bị đống thương, giang giật như lại chế nửa ngày ra, sợ là thiên phượng đại đế đều muốn bị tươi sống chết rét. Ông, tương thiên phượng đại đế thu nhập thiên hàn châu bên trong, giang giật lập tức bế quan tu luyện, hắn lựa chọn là con đường thứ nhất, tiếp tục tham ngộ lôi điện áo nghĩa, mấy ngày thời gian đi cảm mộ một cái băng hệ áo nghĩa kia rất hư vô mờ mịt, vẫn là chân thật tiếp tục tham mộ lôi điện áo nghĩa được rồi. Tìm hiểu một ngày thời gian, bên ngoài lại tới Minh Vương, Giang Giật chỉ có thể đi vào trốn tránh, lần này tới vẫn là phổ thông Minh Vương, căn bản là không có cách dò xét gần dưới sơn động mặt tới. Các loại chờ Minh Vương dò xét hoàn tất, Giang Giật tiếp tục ra lĩnh hội, đáng tiếc cái này áo nghĩa quá dườm rà hắn tìm hiểu thời gian dài như vậy, vẫn là cảm giác không có cuối cùng, cảm giác trong thời gian ngắn không cách nào lĩnh hội tiếp tục như vậy không được a à. thời gian quá ngắn giang giật ẩn ẩn có loại cảm giác chính mình tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày là tuyệt đối không có khả năng đem lôi sinh hỏa áo nghĩa thôi diễn đại thành mà lại coi như thôi diễn đại thành cũng không nhất định có thể khống chế hỏa chi nguyên tựa hồ con đường này cũng là đường chết lôi sinh hỏa lôi có thể phân hóa ra kim một thủy hỏa thổ ngũ trung nguyên tố đáng tiếc lôi không thể sinh băng giống như có thể sinh băng ngược lại là có thể nhẹ nhõm hấp thu băng chi nguyên, không đúng. Giang giật trong đầu đột nhiên chấn động, băng là thế nào kết thành, không phải liền là nước hóa thành sao? Giống như hắn có thể đem lôi sinh thủy thôi diễn nhập môn, kia nói không chừng có thể kháng cự cái này kinh khủng cúi đầu a, không nói hấp thu băng chi nguyên, chỉ cần có thể tới gần băng chi nguyên, hết thảy vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Thôi diễn nhập môn cùng thôi diễn đại thành là hoàn toàn khác biệt lần trước hắn thôi diễn lôi sinh hỏa chỉ là dùng tiểu nửa ngày thời gian giờ phút này hắn hoàn toàn là có thời gian tốt giang giật thật sâu ít mấy hơi bình phục thoáng cái tâm tình khu trừ trong đầu tạp niệm lần nữa nhập định hắn lại từ đầu bắt đầu lĩnh hội theo lôi điện phân hóa ra kim mộc thủy hỏa thổ nguyên tố bắt đầu hắn kiên nhẫn từng bước lĩnh hội thôi diễn thời gian nhanh chóng trôi qua lần này giang giật vận khí không tệ cũng không có minh vương đến dò xét bất quá lần này hắn thôi diễn tiến độ không như trên lần thuận lợi như vậy có lẽ là lần trước hắn tiến vào chiều sâu bế quan bên trong, hay là lần trước ngay tại hỏa chi nguyên nội bộ, lần trước lĩnh hội phi thường thuận lợi. Lần này tìm hiểu tiểu nửa ngày vẫn còn không có nhập môn, hắn cũng cái gì đều mặc kệ, hoành quyết tâm tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Tại thời gian trôi qua nửa ngày về sau, thiên tượng thành nội minh cổ bạo nộ rồi. Phụ cận sở hữu minh tộc đều triệu tập đi thiên tượng thành, minh cổ tự mình dò xét không có bất cứ vấn đề gì, tất cả bí cảnh đều tìm tòi bốn, năm lần, quả thực là không có phát hiện giang giật bọn người, mà lại một điểm vết tích đều không có phát hiện. Minh đế truyền xuống bí thuật là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, Minh cổ còn tự thân khảo nghiệm mấy lần cũng không có vấn đề. Điều này nói rõ ràng giật đám người xác thực tự tiềm phục tại phụ cận, sở dĩ không có tìm được, khẳng định là thủ hạ vô năng. Hắn triệu tập kia 8 cái phong đế cấp minh vương, kết hợp các loại tình báo cùng tin tức, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại hơn 80 cái bí cảnh bên trong, hắn quyết định phái ra cái này 8 cái phong đế cấp minh vương tự mình đi dò xét cái này hơn 80 cái bí cảnh. Cái này hơn 80 cái bí cảnh có hơn 30 là tử địa, còn lại hơn 50 cái bí cảnh tương đối lớn, địa hình rất là phức tạp, hắn tin tưởng giang giật bọn người tuyệt đối tiềm phục tại cái này hơn 80 cái bí cảnh bên trong. 8 cái phong đế cấp minh vương tự mình mang theo đại quân riêng phần mình xuất phát, minh cổ để bọn hắn phân biệt mang theo đại quân, đem cái này hơn 80 cái bí cảnh đều dò xét một lần, giao nhau dò xét, dạng này tự tuyệt đối sẽ không rơi mất. Chính hắn vẫn là không có xuất động, mà là tỏa chấn tại thiên tượng thành nội, cái này tám cái phong đế cấp thực lực không yếu hơn hắn quá nhiều, mình cổ tin tưởng cái này tám cái minh vương tuyệt đối có thể tìm tới giang giật đám người. Rất trùng hợp, đầu tiên hướng băng chi nguyên phụ cận bí cảnh dò xét mà đến là giang giật người quen biết của minh địch, bởi vì băng chi nguyên bí cảnh cách ly thiên tượng giới rất xa, phía trước còn có mấy cái bí cảnh muốn dò xét, sở dĩ các loại chờ minh địch đuổi tới băng chi nguyên tử địa lúc, đã là một ngày sau đó. Minh địch chiến lược tại thập đại phong đế cấp minh vương bên trong xếp hạng thứ hai đếm ngược, không bằng hắn trên người minh khí cũng rất là kinh khủng, bình thường minh vương minh khí chỉ là có thể dò xét gần bí cảnh bên trong, không cách nào lan tràn đến phía dưới, minh địch minh khí lại có thể nhẹ nhõm tràn ngập vào phía dưới tới. Ừ, làm minh địch minh khí lan tràn tiến vào bên trong hang núi kia lúc, hắn phát hiện trong sơn động một chút vết tích, bên trong sông băng rõ ràng có bị hòa tan qua vết tích, mặc dù giờ phút này toàn bộ đều đông kết, nhưng vẫn là cảm giác có dấu vết con người. Kỳ dị là, trong sơn động vốn có một cái bị hỏa diễm hòa tan ra hố sâu, giờ phút này cái kia hố sâu lại toàn bộ bị đóng băng, bên trong nhiệt độ thấp đáng sợ, căn bản không có hỏa diễm, sang giật ra tựa hồ ở nhân gian bốc hơi. Sông băng phía dưới nhiệt độ thấp hơn, mà lại nơi này sông băng đông kết quá lợi hại, minh địch minh khí căn bản là không có cách thấm vào. Hắn tra xét rõ ràng mấy lần về sau, đem minh khí thu về, lập tức hạ lệnh, đưa tin trở về nói cho minh địch đại nhân, cái này từ địa bên trong có vấn đề mời hắn tự mình tới một chuyến ông tại minh khí rút đi về sau sông băng phía dưới trăm trượng một đôi mắt đột nhiên mở ra giang giật thế mà bị sông băng đông kết hắn bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì hỏa diễm nhưng hắn sắc mặt lại phi thường hồng nhuận tựa hồ không hề e ngại gì băng hàn hắn thân thể hơi động một chút bốn phía sông băng vỡ ra xuất ra đạo đạo khe hở hắn đầy mắt hưng phấn nhếch miệng cười nói trời không quên ta lôi sinh thủy sống dưới nước băng băng phong vạn vật về sau ta cũng không tiếp tục e ngại giá lạnh, nóng lạnh bất xâm. chương 1895, Băng Chi Nguyên Sự thật lại một lần nữa chứng minh, Giang giật lôi điện áo nghĩa thôi diễn phương hướng là chính xác. Lôi sinh thủy mặc dù thôi diễn thời gian lâu dài một chút, cũng vẻn vẹn hao tốn đại nửa ngày thời gian tự nhập môn, Giang giật còn hao tốn một chút thời gian tiếp tục thôi diễn suốt thủy sinh băng áo nghĩa. Tại áo nghĩa sau khi nhập môn, hắn phát hiện không còn e ngại giá lạnh, tựa như hắn căn bản không e ngại hỏa diễm hắn cảm ứng được bên ngoài không gian có dị động về sau, lập tức đem thân thể bên ngoài hỏa diễm hộ thuẫn triệt bỏ. Thân thể bốn phía hòa tan thành nước băng, trong nháy mắt lần nữa kết băng, lúc này mới tránh khỏi bị minh địch dò xét đến. Mặc dù minh địch minh khí rút về đi, giang giật vẫn là không có chủ quan, có thể đem minh khí lan tràn đến trong sơn động tuyệt đối là phong đế cấp minh vương, hắn khẳng định phát hiện trong sơn động vết tích, minh cổ hoặc là càng cường đại minh vương đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tới. Suy suy, hắn nhanh chóng phóng thích hỏa diễm, đem sơn động tầng ngoài khối băng hòa tan, chờ hắn hỏa diễm biến mất về sau, nước đá nhanh chóng ngưng kết, trong sơn động lại biến thành băng thế giới, giang giật phá vỡ cái kia cửa hang biến mất. Đi, cẩn thận bố trí thoáng cái trong sơn động hiện trường, hủy đi một chút vết tích, giang giật thân thể bắn ra, hướng tử địa đông bắc phương hướng bay đi, băng chi nguyên ngay tại đông bắc bên cạnh. Đông bắc bên cạnh cũng là một mảnh băng nguyên, khắp nơi đều là khối băng, băng sơn. Giang giật bay mấy vạn lý, hắn một mực tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, sở dĩ một đường có thể cảm ứng xuống mới khối băng ngưng kết độ. Nhiệt độ càng thấp, khối băng ngưng kết độ cũng không cùng, phía dưới khối băng đoán chừng so với thượng phẩm thần khí đều muốn cứng rắn đi, thần vương đều không phá nổi. Nơi này, tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, bay ba vạn lý sau giang giật ánh mắt đứng tại một tòa băng hồ phía trên. Theo địa hình bốn phía bên trên quan sát, ở giữa rõ ràng là một tòa hồ, từ phía dưới khối băng ngưng kết độ bên trên xem, cái này băng chi nguyên tuyệt đối ngay tại băng hồ phía dưới xuống dưới nơi này khối băng cứng rắn thành đô hẳn là nhưng so sánh nguyên thủy linh bảo giang giật bay xuống đi dùng nắm đấm đập một quyền phát hiện thế mà không cách nào thẻ nứt chỉ là gây nên tầng băng hơi chấn động một chút suy suy hắn chỉ có thể thả ra hỏa diễm để bốn phía khối băng hòa tan thân thể chậm rãi hướng phía dưới lặn xuống ngũ sắc hỏa diễm phi thường bá đạo phòng vương cấp phía dưới đều có thể nhẹ nhõm thiêu chết nhưng hòa tan cái này khối băng tốc độ lại phi thường chậm, Giang giật tiêu hao một đoàn hỏa diễm, mới giảm xuống trăm mét, có thể thấy được khối băng trình độ cứng cáp. Tiếp tục phóng thích hỏa diễm, Giang giật thân tử không đoàn hạ xuống, ngàn trượng, vạn trượng, tại hạ rơi mười vạn trượng lúc, hắn phát hiện thân thể thế mà rớt xuống, phía dưới lại không phải khối băng, mà là một mảnh biển sâu. Cái này, Giang giật đầy mắt kinh ngạc, hắn vừa rồi cảm ứng được càng hướng xuống mặt khối băng càng cứng rắn làm sao thoáng cái tiểu biến thành nước biển phía dưới này theo lý thuyết nhiệt độ hẳn là thấp hơn nước biển làm sao có thể không kết băng? Bởi vì hắn là nóng lạnh bất xâm, sở dĩ hắn căn bản không cảm giác được trong nước biển nhiệt độ. Hắn trầm tư một chút, nhô ra một lũ thần thức, kết quả hắn cả người lập tức tại băng hải bên trong quay cuồng lên. Thần trí của hắn đụng một cái sờ nước biển, lập tức bị đông cứng, linh hồn bị thương tổn, tựa như năm đó thần thức bị lôi điện hủy diệt. Hô hô, chọn vẹn chậm hai nén nhang thời gian. Hắn mới chỉ hoãn tới, ánh mắt hắn mở tròn vo, nhìn qua đen nhánh nước biển trong đầu đều là kinh dị. Nơi này nước biển nhiệt độ tuyệt đối so với phía trên còn thấp hơn, Băng Chi Nguyên hẳn là ngay tại phía dưới, nhưng nơi này nước biển vì sao không kết băng chẳng lẽ nhiệt độ thấp đến trình độ nhất định, nước liền sẽ không kết băng. Thiên Phượng Đại Đế, hắn suy nghĩ một chút vẫn là truyền âm đi vào, để Thiên Phượng Đại Đế ra cảm thụ một chút nhiệt độ. Thiên Phượng Đại Đế thực lực rất mạnh, không đến mức thoáng cái chết cóng A coi như bị băng chi nguyên đụng chạm cũng không trở thành bị miểu sát A. Hắn truyền âm một trận, trong tay giới chỉ sáng lên, thiên phượng đại đế thân thể ở bên ngoài ngưng hiện, nhưng mà để giang giật khiếp sợ sự tình phát sinh. Thiên phượng đại đế sau khi đi ra một câu đều không kịp nói, thậm chí thân thể đều không động được, toàn thân dùng tốc độ khủng khiếp bị băng phong. Miệng hắn hơi động một chút trong mắt đều là thống khổ, tựa hồ nghĩ kêu thảm một tiếng, nhưng cuối cùng kêu thảm đều không có phát ra thân thể bỗng chốc bị đông lạnh thành băng điêu xoa khủng bố như vậy giang giật kịp phản ứng đem thiên phượng đại đế lập tức thu vào không gian thần khí bên trong cái sau trở ra thân thể bên ngoài khối băng tầng tầng nổ tung cảm nhận được giang giật thần thức quét vào đến về sau hắn thật dài ít mấy hơi lòng vẫn còn sợ hãi nói ra chủ nhân ngươi ở nơi nào làm sao nhiệt độ thấp như vậy kề bên này tuyệt đối có băng chi nguyên a không đúng ngươi tại sao không có nửa điểm sự tình giang giật nhếch miệng cười một tiếng cũng không giải thích chỉ là truyền âm nói phượng tự thấp như vậy nhiệt độ minh cổ minh khí có thể hay không thò vào đến tuyệt đối không được thiên phượng đại đế phi thường khẳng định nói ra thân thể của ta đều trong nháy mắt bị đông cứng ta vừa rồi nhô ra thần thức cũng bị đông kết nơi này trừ phi minh đế hoặc là cửu dương thiên đế bên ngoài dù ai cũng không cách nào dò xét minh cổ minh khí vào đây cũng sẽ bị đông cứng tốt có thiên phượng đại đế giang giật yên tâm chỉ cần không phát hiện được hắn như vậy thì tính vừa rồi cái kia cường đại minh vương có chỗ phát giác hoài nghi cũng không có vấn đề bọn hắn tổng sẽ không phá vỡ tầng băng dưới băng hải bên trong tìm hắn a à. hưu hắn thân thể hướng xuống mới bay đi tìm băng chi nguyên hắn không dám nhô ra thần thức ngay tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái cảm ứng hướng băng hải phía dưới bay trăm dặm hắn thành công tìm được băng chi nguyên biển sâu phía dưới có một đoàn chất lỏng màu trắng nói là chất lỏng cũng không thỏa đáng càng giống là một đoàn bột nhão cái này bột nhão có phương viên chừng một dặm giang giật xa xa cảm ứng đều có chút không hiểu tim đập nhanh không dám tới gần hắn cảm ứng một phen tại phụ cận dạo qua một vòng phát hiện dùng cái này bột nhão làm trung tâm phương viên trăm dặm đều là nước biển ngoài trăm dặm nhưng đều là khối băng hắn trầm tư một lát lựa chọn đi băng chi nguyên phía dưới dưới đáy ngồi xếp bằng nghỉ ngơi minh cổ hoặc là còn lại minh vương nếu muốn tìm cái kia nhất định phải vòng qua băng chi nguyên minh cổ hẳn là cũng không dám tới gần băng chi nguyên a chính hắn cũng không dám tới gần băng chi nguyên bởi vì hắn sợ chính mình đem cái này băng chi nguyên cho hấp thu một khi hấp thu băng chi nguyên cái này tử địa cũng không phải là tử địa minh cổ bọn người tùy ý có thể đi vào mà hắn lại không thể điều động băng chi nguyên đến lúc đó chỉ có một con đường chết hy vọng minh cổ không muốn tự mình đến dò xét sang giật xếp bằng ở dưới đáy khối băng phía trên đôi mắt nhìn qua trên không giờ phút này hắn trốn ở chỗ này chỉ cần không phải minh cổ đích thân đến đều không cần e sợ minh cổ nghe nói là minh đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng theo Minh đến nơi đó học tập rất nhiều thần thông bí thuật, giống như Minh cổ tự mình đến, tính nguy hiểm vẫn là rất lớn. Tu luyện, Giang giật nghĩ đến một trận, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hắn bế quan không dám lĩnh hội lôi sinh thủy áo nghĩa, sợ đem băng chi nguyên cho hấp thu, cũng không dám tu luyện thiên lực, chỉ có thể cầm trong tay thần thụ diệp lĩnh hội lôi sinh hỏa áo nghĩa. Cái này băng hải cùng lần trước tại ác ma thâm nguyên băng hồ không sai biệt lắm, khắp nơi đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nơi này không có bất kỳ cái gì thanh âm, bất kỳ cái gì sinh cơ, bất kỳ cái gì sinh mệnh, nếu không phải giang giật tâm tính cường đại, tại như thế địa phương ở lại một thời gian sợ là đã sớm điên rồi. chương 1896, rốt cuộc tìm được ngươi. Minh địch trong khoảng thời gian này một mực tại tử địa bên ngoài chờ, Minh Cổ Thu được đưa tin sau trước tiên động thân. Phương viên ngàn vạn dặm đều không có bất kỳ cái gì vết tích, duy nhất tại băng chi nguyên tử địa bên trong tìm được vết tích, Minh địch không cách nào dò xét, hắn tự nhiên trước tiên khởi hành. Nơi này cách ly thiên tượng giới có chút xa, cũng may mình cổ có ma vương cờ tốc độ rất nhanh, chỉ là tiểu nửa ngày tựu đã tới băng chi nguyên tử địa bên ngoài. Hắn mang theo ba cái minh vương cùng trăm vạn đại quân tới, minh vương đô là phong đế cấp. Đến tử địa bên ngoài, hắn lập tức hạ lệnh, bốn người các ngươi tản ra, hỏa long kiếm khí hồn ở bên trong, như cái kia khí hồn xuất hiện, các ngươi liều mạng cũng muốn ngăn trở, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn cho chạy trốn tuân mệnh minh địch cùng ba cái phong đế cấp minh vương lập tức mang binh sắp chết chỗ bao bọc vây quanh bốn cái minh vương phân biệt đứng tại một cái phương vị giang giật bọn người nếu là muốn phá vây nhất định phải đột phá bọn hắn vây giết hết thảy chuẩn bị sẵn sàng minh cổ thân thể bên ngoài minh khí cuồn cuộn mà ra trong thân thể của hắn minh khí đều là minh ma tử khí mà lại rõ ràng so minh địch bọn hắn nồng đậm giống như minh địch đám người minh khí là nước hắn minh khí liền là dầu nồng đậm tới cực điểm bao phủ thân thể của hắn minh khí hướng băng chi nguyên tử địa bay đi, hắn không có đi vào chỗ chết bên trong, ngay tại tử địa bên ngoài chiếm cứ, sau đó nhô ra minh ma tử khí đi vào dò xét. Không thể không nói minh cổ minh khí hoàn toàn chính xác kinh khủng, minh địch minh khí giống như là từng sợi như gió mắt bay vào, hắn minh khí lại như như bạo phong vũ cản quấy mà xuống, thoáng cái bao phủ toàn bộ tử địa. Quả nhiên có vấn đề, hắn minh khí đảo qua giang giật trước đó ẩn núp trong sơn động, mặc dù giang giật sau đó làm bố trí, che giấu rất nhiều vết tích, nhưng vẫn là nhẹ nhõm bị minh cổ dò xét đến vấn đề. Cái này từ địa bên trong không có bất kỳ cái gì sinh vật, bên trong hết thảy đều phi thường tự nhiên, bên trong hang núi kia khối băng lại không bình thường, rõ ràng có bị phá hư vết tích. Minh cổ minh khí có thể nhẹ nhõm dò xét vào dưới lớp băng, phát hiện bên trong rất nhiều dấu vết con người. Đi đâu, minh cổ đem sơn động tra xét rõ ràng mấy lần, xác định bên trong không có ẩn núp bất luận nhân loại nào, hắn minh khí hướng địa phương còn lại bao phủ đi, một lát sau hắn minh khí dừng lại tại băng hồ phía trên. Ân, minh cổ phát hiện băng hồ trung tâm giang giật phá vỡ vết tích, hắn đầy não đều là nghi hoặc, cái này băng hồ nhiệt độ thấp đủ cho đáng sợ, nhân loại có thể vào không cái này sợ là bình thường phong đế cấp cũng không dám đi vào đi. Hắn minh khí hướng băng hồ phía dưới lan tràn mà đi, kết quả chỉ là lan tràn ngàn trượng sau thế mà không cách nào tiếp tục đâm xuyên tiến vào, khối băng đông kết quả nghiêm trọng, minh khí là khí cũng không phải là vô hình không phải cái gì cũng có thể mặc đâm minh cổ trầm ngâm một phen thân thể hóa thành một đoàn khói đen bay vụt tiến vào băng chi nguyên tử địa bên trong hắn bên ngoài cơ thể minh khí từ từ trở nên mỏng manh lần thứ nhất lộ ra bản thể minh cổ không biết sống đã bao nhiêu năm nhưng bề ngoài nhìn rất là tuổi trẻ nếu không phải trên mặt hắn có từng đầu màu đen hình xăm tuyệt đối là một cái phi thường khôi ngô tuổi trẻ công tử ánh mắt của hắn phi thường lăng lệ để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn người mặc một thân màu đen chiến giáp, dáng người khôi ngô, khí độ phi phàm, mặc dù trên thân không có phát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng sợ là bất cứ người nào nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm giác bản năng sợ hãi. Hắn chậm rãi hướng băng hồ phía dưới bay đi, rất nhanh đã tới băng hồ phía trên, thân thể của hắn bên ngoài giờ phút này có nhàn nhạt, nhạt minh khí vần quanh, hình thành một nửa trong suốt hộ thuẫn, nếu như không có minh khí hộ thuẫn, đoán chừng giờ phút này toàn thân hắn đều kết băng. Suy suy, trên người hắn minh khí cuồn cuộn mà ra, hướng băng hồ phía dưới đâm xuyên mà đi, lần này hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng sau một lát cái kia song lăng lệ như kiếm trong con ngươi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Coi như hắn vào đây đứng ở băng hồ phía trên đồng dạng chỉ có thể đâm xuyên vào hai vạn trượng, xuống chút nữa tự không cách nào dò xét. Giang giật dùng hỏa diễm hòa tan 10 vạn trượng dày tầng băng mới đã tới băng hải bên trong, Minh Cổ chỉ dò xét hai vạn trượng tự nhiên là không cách nào phát hiện Giang giật. Hừ, Minh Cổ nghĩ nghĩ, quyết định động thủ đem tầng băng phá vỡ một cái thông đạo, dạng này có thể dò xét khoảng cách liền sẽ càng xa trên người hắn minh khí cuồn cuộn mà ra ngừng tụ ra một cây cán trường thương màu đen đối phía dưới hung hăng đâm tới dầm 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 toàn bộ băng hồ kịch liệt chấn động từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên tầng băng bị phá ra một cái hố nhỏ nương theo lấy trường thương không ngừng đâm xuống cái kia hố nhỏ chậm rãi dọc theo đáng tiếc tốc độ rất chậm liên tục công kích mấy trăm lần sau mới đâm ra một đầu một trượng tiểu thông đạo như thế cứng rắn Minh cổ trên mặt hình xăm màu đen uốn éo, sắc mặt có chút khó coi, dạng này mặc đâm xuống muốn mặc đâm bao lâu à mặc dù hắn có thể chống đỡ được giá lạnh, nhưng cũng kháng không được quá lâu, cái này băng hồ bên trên nhiệt độ quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể kháng trụ tiểu nửa ngày vừa muốn đi ra nghỉ ngơi một chút, tiểu nửa ngày thời gian có thể khai quật bao dài tiểu thông đạo. Chẳng lẽ phía dưới có trong truyền thuyết băng chi nguyên, Minh cổ nghĩ đến một cái có thể, hắn cái này cấp bậc tự nhiên biết rõ băng chi nguyên hỏa chi nguyên mộc chi nguyên, trên thực tế rất nhiều cường giả đều muốn hút thu những thiên địa này bản nguyên, đáng tiếc rất khó làm được. Băng chi nguyên khủng bố như vậy, bên trong hẳn là sẽ không ẩn núp có người a. Minh cổ tin tưởng có người có thể ẩn núp đi vào, nhưng thời gian dài ẩn núp phi thường khó khăn, coi như thanh đế cũng không có năng lực này. Cái này cần cả mộ bảy cái băng hệ bản nguyên áo nghĩa đồng thời dung hợp được, thực lực đạt tới phong đế cấp. Nhân tộc cũng không có dạng này cường giả, nhân tộc mấy cái phong đế cấp Minh cổ đều phi thường tinh tường nhân tộc có thể đạt tới phong đế cấp cường giả cũng không có tu luyện băng hệ. Chẳng lẽ không phải nhân tộc mà là băng chi nguyên bên trong dựng dục ra tới kỳ dị tồn tại? Minh cổ có chút nhớ nhung từ bỏ, si hồng liền là hỏa chi nguyên dựng dục ra tới, băng chi nguyên bên trong dựng dục ra một cái tồn tại cường đại cũng có thể lý giải, nếu có dị thú, trong này vết tích tựu rất dễ giải thích. Có phải hay không cường đại băng chi nguyên dựng dục ra tới tồn tại, thử một chút liền biết. Minh cổ nghĩ nghĩ thân thể bên ngoài minh khí không ngừng toát ra, cuối cùng ngưng tụ một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này đạt tới dài vạn trượng, phía trên lóng lánh hắc quang, các loại phù văn lưu truyền, còn có không hiểu khí lưu rủ xuống, cái này đại thủ trưởng đối phía dưới băng hồ hung hăng nện xuống. Oanh, toàn bộ tử địa đều kịch liệt run lên, cái kia băng hồ bên trên tầng băng bị sống sờ sờ ném ra một cái cự đại trường ấn, trường ấn khoảng chừng nửa trượng sâu, nhìn thấy mà giật mình. Lực lượng cường đại chấn động xuống dưới, để phía dưới nước biển lăn lộn không ngớt, đang lúc bế quan giang giật đã bị kinh động, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra cảm thụ được nước biển kịch liệt ba động hắn thân thể bản năng đứng lên huyền hoàng chi lực vận chuyển chuẩn bị chiến đấu hừ rốt cuộc tìm được ngươi giang giật bản này có thể cử động lại làm cho băng hồ phía trên minh cổ trong mắt hàn quang vạn trược, giang giật vận chuyển huyền hoàng chi lực trên người khí thức cường đại tiết ra ngoài minh cổ cảm ứng được một tia vô cùng đạm bạc nhân tộc khí thức trên mặt hắn màu đen văn lộ uốn éo lạnh giọng lẩm bẩm nói hào thủ đoạn a thế mà có thể ẩn núp vào băng chi nguyên phụ cận, hừ hừ, coi như cái này tầng băng có trăm vạn trượng sâu, bản tỏa cũng muốn phá vỡ, nhân tộc, chờ chết đi. Minh cổ đã từng khóa chặt qua giang giật khí thức, vừa rồi cũng cảm ứng ra tới. Hắn nhớ rõ giang giật phi thường trẻ tuổi, giờ phút này lại có thể ẩn núp gần băng chi nguyên phụ cận như thế nhân tộc thiên tài hắn làm sao lại buông tha mà lại hỏa long kiếm còn có thể ngay tại giang giật trên thân, vị này có thể là thiên đế truyền nhân A, hắn nhất định phải chém giết. rầm 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 trên người hắn minh khí cuồn cuộn mà ra, hóa thành một cây cây trường thương, đem tầng băng thông đạo tiếp tục mở rộng khuếch trương sâu. Cái này tầng băng quá cứng rắn, hắn không cách nào ngăn cách tầng băng đối giang giật tạo thành tổn thương, hắn còn có chút cố kỵ si hồng, chỉ có thể trước phá vỡ một cái thông đạo lại xuống đi chém giết giang giật. chương 1897, Minh Cổ Chi Nộ Muốn phá vỡ một cái thông đạo, cái này có chút khó khăn, đây là Minh Cổ xuất thủ, nếu là khác minh vương xuất thủ muốn khai quật ra một cái thông đạo là căn bản không thể nào. Bởi vì bọn hắn rất khó đứng vững giá lạnh, đoán chừng thiên tân vạn khổ khai quật ra một đầu cao vài trượng thông đạo, gánh không được giá lạnh ra ngoài nghỉ ngơi một lát, lối đi này lại lần nữa bị đóng băng. Minh cổ công kích rất bá đạo, hắn khai quật thông đạo rất lớn, có phương viên một trượng đại, dạng này thông đạo muốn tự động khép lại sẽ khá khó khăn, đương nhiên khai quật thời gian hội càng dài một chút. Minh cổ cũng không vội, an toàn đệ nhất, hắn nhất định phải cam đoan trở ra có thể tùy ý ra, không thể bị băng phong ở bên trong. Mặc dù băng chi nguyên không nhất định có thể chết cóng hắn, nhưng nếu bị đóng băng, minh đế không xuất thế, dù ai cũng không cách nào cứu hắn ra. Dầm dầm dầm, hắn liên tục không ngừng công kích, phía dưới thông đạo không ngừng biến sâu, không thể không nói nơi này tầng băng quá cứng rắn. Minh cổ chiến lực công kích 10 cái canh giờ cũng vẻn vẹn khai quật một đầu ngàn trượng sâu thông đạo. Phía trên Minh cổ tại công kích, phía dưới giang giật nhức cả trứng có thể làm ra động tính lớn như vậy, kia chỉ có Minh Cổ. Minh Cổ không ngừng công kích, điều này nói rõ hắn đã phát hiện chính mình, Minh Cổ giết xuống tới chỉ là vấn đề thời gian. Bình thường Minh Vương Giang giật có thể miễn cưỡng kháng trụ, có thể bằng vào băng hồ dưới giá lạnh đối chiến một phen. Đối đầu Minh Cổ Giang giật là không có nửa điểm lòng tin, đoán chừng cùng Minh Cổ đối mặt về sau, một chiêu liền sẽ bị hắn cho dây. Làm sao bây giờ, Giang giật con người lấp lóe, phía trên không ngừng truyền đến rất nhỏ chấn động âm thanh, còn có ba động không nghỉ nước biển uyển như tử thần kiểu lưới kiếm sắc bén từng điểm từng điểm đâm xuống đến các loại trở thanh kiếm này ra băng hồ bên trong đó chính là hắn tử kỳ hưu hắn trầm ngâm một phen thân thể bay vụt mà lên dán tại phía trên tầng băng phía trên hắn thông qua tầng băng chấn động tần suất bắt đầu cảm thụ phía trên tình huống còn tốt nghe một trận hắn phát hiện minh cổ khai quật thông đạo tốc độ có chút chậm có chút cảm thấy đến chỉ ít hắn còn có thời gian nghĩ biện pháp cái này tầng băng quá cứng rắn minh cổ chiến lực không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ. Không thể thời gian ngắn phá vỡ, Giang giật đôi mắt rất nhanh sáng lên, minh cổ không cách nào thời gian ngắn phá vỡ, kia minh cổ luôn không khả năng liên miên không dứt công kích A một khi hắn chịu không được giá lạnh bay ra tử địa bên ngoài nghỉ ngơi. Vậy hắn hoàn toàn có thể lên đi đem thông đạo làm hỏng A chỉ cần hắn phóng thích hỏa diễm đem thông đạo bốn phía băng hòa tan, chẳng phải có thể nhẹ nhõm để cúi đầu đem thông đạo lại lần nữa đông kết sao. Hắn dán tại dưới lớp băng lẳng lặng chờ đợi, Đến đằng sau hắn dứt khoát tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, một bên tiếp tục thôi diễn lôi sinh hỏa, một bên chờ đợi Minh Cổ ngừng công kích. Tiểu nửa ngày sau, Minh Cổ quả nhiên không chống nổi, hắn đã khai quật ra một đầu hai vạn trượng dài lối đi, lối đi này có phương viên một trượng đại, không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn lối đi này cũng không hội hủy đi. Hưu, hắn liếc mấy cái thông đạo, thân thể hướng ra phía ngoài bay đi, thân thể của hắn mặc dù không có bị quá nghiêm trọng hàn khí công kích nhưng bởi vì không ngừng phóng thích minh khí hộ thuẫn chống cự giá lạnh, minh khí tiêu hao quá lớn, cần ra ngoài nghỉ ngơi điều lý một phen. Hắn bất động, giang giật thì động, giang giật thả ra hỏa diễm nhanh chóng hòa tan tầng băng, thân thể hướng lên trên mặt phóng đi. Hỏa diễm là băng khắc tinh, giang giật khai quật thông đạo liền nhanh hơn nhiều, chỉ là mấy canh giờ hắn tựu đã tới minh cổ khai quật thông đạo xuống. Hắn không dám hướng lên trên mặt đi, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng một phen, xác định phía trên không có minh khí, hắn thân thể nhanh chóng hướng lên trên mặt phóng đi hỏa diễm không cần tiền ném ra đem bốn phía khối băng hòa tan chờ hắn bay đi lên về sau phía dưới thông đạo nhanh chóng đông kết minh cổ thật vất vả khai quật ra thông đạo thoáng cái lại bị hủy mất xuống dưới giang giật bay lên tầng băng phía trên lập tức hướng phía dưới đâm xuyên mà đi lần nữa lợi dụng hỏa diễm hòa tan ra một cái thông đạo tiến vào băng hồ bên trong suy suy qua mười mấy cái canh giờ về sau minh cổ nghỉ ngơi điều lý hoàn tất hắn lần nữa xông tới tử địa bên trong vừa tiến đến hắn tự trợn tròn mắt phía dưới đầu kia khai quật thông đạo hoàn toàn bị phá hỏng hắn minh khí gào thét mà đi tra xét rõ ràng trải qua xác định thông đạo triệt để bị phá hỏng hắn tức giận đến thân thể rung động không thôi ngưng tụ từng cái đại thủ trưởng đối tầng băng không ngừng nện xuống rầm 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 tầng băng chấn động phía dưới nước biển nhấp nhô không ngớt giang giật đều có thể tưởng tượng được gia minh cổ kia nổi trận lôi đình bộ dáng dù sao hao tốn nhiều thời gian như vậy thật vất vả đào hai vạn trượng dài thông đạo bóng chốc bị hủy đi, đổi lại là ai đều sẽ nổi giận. Minh cổ phát tiết một trận nhãn mắt nhất truyền, thế mà không hề từ bỏ, mà là lần nữa bắt đầu công kích tầng băng khai quật thông đạo, lần này hắn công kích đến mạnh hơn, khai quật tốc độ tăng tốc. Giang giật rán tại dưới lớp băng, không đi quản Minh cổ tiếp tục thôi diễn lôi sinh hỏa áo nghĩa, một bên trên sự cảm ứng chấn động. Đợi tiểu nửa ngày, phía trên chấn động lần nữa biến mất, nhưng lần này Giang giật cũng không có đi lên giống như hắn là minh cổ, lần này chắc chắn sẽ không rời đi tử địa, mà là đợi chờ mình đi lên tự chui đầu vào lưới. Một canh giờ, năm canh giờ, mười canh giờ, Giang giật thân thể lúc này mới di chuyển nhanh chóng hướng lên trên mặt phóng đi, hắn lần này cũng không có trực tiếp đi thông đạo bên kia, mà là theo bên cạnh mở ra một đầu mới thông đạo, trên đường đi hắn đều tại cảm ứng minh khí, chờ nhanh lên băng hồ phía trên thân thể của hắn bất động, tiềm phục tại bên trong lẳng lặng chờ đợi. Nhìn xem Minh Cổ phải chăng còn ở phía trên ẩn núp không đúng hắn vốn muốn đi hủy đi thông đạo giờ khác này đột nhiên tỉnh ngộ lại hắn vì sao muốn đi hủy đi thông đạo a minh cổ khai quật thông đạo tốc độ không có hắn nhanh cái này băng hồ bốn phía đều là tầng băng hắn có thể tải trong tầng băng cùng minh cổ vòng quanh a minh cổ coi như xuống tới đồng dạng đuổi không kịp hắn lại không thể thời gian dài tại băng hồ bên trong ở lại giang giật vì thời có thể dùng kéo chết hắn a xuống dưới hắn vội vàng thay đổi phương hướng hướng phía dưới kín đáo đi tới ngay tại hắn thân thể khẽ động phía trên tầng băng kịch liệt chấn động, một cỗ lực lượng cuồng bạo truyền đến, chấn động đến giang giật kém chút thổ huyết. Nội tâm của hắn kinh hãi, không nghĩ tới thời gian dài như vậy minh cổ thế mà còn tiềm phục tại bên ngoài, như vừa rồi hắn đi hủy đi thông đạo đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị minh cổ chém giết. Suy suy, hắn điên cuồng đánh ra hỏa diễm, nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi, may mắn hắn cách phía trên tầng băng còn có mấy trăm trượng khoảng cách, minh cổ không bao giờ không cách nào đánh xuyên tầng băng. Tốc độ của hắn nhanh hơn, chờ hắn hướng phía dưới kín đáo đi tới phía trên thông đạo lại hội nhanh chóng băng phong, minh cổ muốn đuổi theo hắn là không thể nào. Hô hô, tiềm hành xuống dưới vạn trượng, phía trên phanh 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 càng ngày càng nhỏ, giang giật lúc này mới như chút được gánh nặng. Minh cổ lại lần nữa tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn cảm ứng được giang giật trốn được càng ngày càng xa, quả quyết từ bỏ truy sát. Hắn nghĩ thông suốt một việc, đã giang giật có thể tại băng hồ bên trong tới lui tự nhiên, tốc độ nhanh như vậy, coi như hắn khai quật ra một cái thông đạo cũng vô dụng, hắn căn bản truy sát không được giang giật hưu hắn con ngươi lóng lánh một trận thân thể hướng tử địa bên ngoài bay đi tìm được minh địch bọn hắn hắn nổi giận hạ lệnh đi triệu tập sở hữu hỏa hệ cường giả chỉ cần tu luyện hỏa hệ con dân toàn bộ điều đến bản tọa muốn đem phía dưới băng hồ tươi sống cho hòa tan minh cổ chuẩn bị triệu tập minh giới tất cả hỏa hệ võ giả phóng thích các loại hỏa diễm tươi sống đem phía dưới băng hồ cho hòa tan lại hong khô để giang giật biến thành một đầu rời đi nước ngư nhìn hắn còn thế nào ẩn núp chương 1898, vạn kiếp bất phục. Minh cổ ra lệnh một tiếng, sở hữu giới diện hoàng tộc cùng minh tộc, chỉ cần tu luyện hỏa hệ pháp tắc, hoặc là có được hỏa diễm thần thông hoàng tộc minh tộc toàn bộ hướng thiên tượng giới truyền tống mà tới. Minh tộc có cử cái đại giới mặt, mỗi cái giới diện có bao nhiêu minh tộc cùng hoàng tộc căn bản là không có cách thống kê. Những hoàng tộc này cùng minh tộc có một ít là tu luyện hỏa hệ pháp tắc có được hỏa diễm thần thông, minh địch tùy ý thống kê thoáng cái, tự ít nhất có trăm vạn trở lên. Bất quá triệu tập cần thời gian, theo thiên tượng giới phi hành tới cũng cần thời gian. Minh cổ ngược lại không gấp, dù sao giang giật ở bên trong lại trốn không thoát, tám cái phong đế cấp minh vương, mấy trăm ngụy đế cấp minh vương đô triệu tập đến đây, dòng dã ngàn vạn đại quân đem băng chi nguyên tử địa vây chật như nêm cối, giang giật không thể trốn đi đâu được. Minh cổ một mực tại tử địa bên ngoài chiếm cứ, thỉnh thoảng còn phóng thích minh khí đi vào giò xét một phen, chỉ chờ sở hữu tu luyện hỏa hệ có được hỏa diễm thần thông hoàng tộc cùng minh tộc đuổi tới liền bắt đầu công kích, đem toàn bộ băng chi nguyên tử địa biến thành chân chính tử địa. Giang giật cũng không biết bên ngoài tình huống, không biết có vô số hỏa hệ võ giả ngay tại chạy đến. Đương nhiên, coi như biết rõ hắn cũng biện pháp, càng không khả năng phá vây ra ngoài, bên ngoài nhiều như vậy minh giới đại quân cùng minh vương, coi như minh cổ không tại hắn cũng chạy không được. Minh cổ không có tiếp tục công kích tầng băng, hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn cái gì đều không làm được, hắn dứt khoát cũng mặc kệ tự toàn tâm lĩnh hội lôi sinh hỏa áo nghĩa thời gian như suối nước trôi qua thiên hồng giới bên kia thật náo nhiệt đại quân đã sớm toàn bộ rút về mà lại trinh sát trả về báo một chút rất có ý tứ tình báo minh giới lần này rút quân rút lui đến phi thường triệt để thiên linh giới thiên cương giới ngoại bí cảnh lúc đầu bị minh giới dẹp xong nhưng minh giới thế mà không có chú quân nói một cách khác bọn hắn chiếm lĩnh lại chắp tay tương nhượng còn có một cái phi thường có ý tứ tình báo Kha Lộng Ảnh mang theo 300 vạn đại quân đi công kích Minh giới nội địa, hấp dẫn Minh giới đại quân hồi viên. Kết quả cái này 300 vạn đại quân toàn bộ biến mất, có mấy cái đại tướng quân Vương Linh Hồn Ngọc giản nát, nhưng Kha Lộng Ảnh tiểu ưng Vương Y Phiêu Phiêu còn có rất nhiều đại tướng quân Vương cùng tướng quân Linh Hồn Ngọc giản cũng không có vỡ vụn. Điều này nói rõ Kha Lộng Ảnh các nàng giờ phút này còn sống, hơn nữa còn có một chút phong vương cấp còn sống, nhưng trinh sát lại dò xét không đến các nàng bất luận cái gì tình báo cùng tung tích. Mặt khác liền là trinh sát bắt được một chút minh tộc siêu hồn đạt được một chút tình báo, minh giới đại quân toàn bộ tụ tập đi thiên tượng giới bên kia, thiên linh giới cùng thiên cương giới gần như không đề phòng. Tin tức này ngay từ đầu thanh đế bọn người là hoài nghi, có phải hay không minh đế đã xuất thế cố ý dẫn ra bọn hắn chịu chết nhưng kha lộng ảnh y phiêu phiêu cuồng hổ bọn người còn sống, này làm sao giải thích đâu. Dùng kha lộng ảnh đám người thân phận địa vị cùng tính cách là tuyệt đối không có khả năng bị minh tộc bắt. Các nàng một khi cảm giác muốn bị bắt, hoặc là bị ma hóa tuyệt đối sẽ lập tức tự sát kha lộng ảnh như thế cương liệt nữ tử làm sao có thể trở thành minh tộc tù nhân theo thời gian một chút xíu chuyển rời lần hậu cùng cuồng đế có chút ngồi không yên dù sao thiên cương giới cùng thiên linh giới không đề phòng minh cổ điều tập sở hữu cường giả cùng quân đội đi thiên tượng giới bên kia rất có thể là tại vây giết kha lộng ảnh bọn người giống như các nàng xuất binh đánh xuống hai cái này giới diện nói không chừng có thể thay kha lộng ảnh các nàng giảm bớt thoáng cái áp lực để các nàng thành công phá vây trở về thanh đế không đồng ý thanh đế phi thường cố kỵ minh cổ cùng minh đế quân hắn càng sợ minh đế đã sớm xuất thế đây là một cái bẫy bọn hắn như xuất binh sẽ mất đi thiên hồng giới cái này điện lợi thiên hồng giới thế nhưng là có một cái cường hoành phi thường đại trận một khi đại bộ phận cường giả chiến tử ở bên ngoài coi như cửu dương thiên đế phục sinh cũng cứu không được nhân tộc cuồng đế phi thường nghe theo thanh đế cuối cùng lựa chọn án binh bất động lần hậu chỉ có thể chính mình xuất binh nàng không có tự mình xuất chiến mà là điều tập 500 vạn lân hậu quân, Ngụy Thiên Vương cũng điều 500 vạn cửu dương quân, hợp thành ngàn vạn đại quân, bởi Kha Lộng Ảnh phụ thân tự mình xuất lĩnh đi tiến đánh Thiên Linh giới, Thiên Cương giới. Bởi vì trên đường không có minh tộc, cái này ngàn vạn đại quân phi thường thuận lợi, tại Minh Cổ hạ lệnh triệu tập hỏa hệ minh tộc lúc, nhánh đại quân này đã nhanh đến Thiên Cương giới phụ cận. Thời gian trôi qua 10 ngày, tất cả hỏa hệ hoàng tộc cùng minh tộc đã tới băng chi nguyên tử địa bên ngoài, bên kia nhân tộc ngàn vạn đại quân cũng bắt đầu công kích thiên linh giới. Minh cổ nhận được tin tức về sau, căn bản không có để ý tới, hắn đã sớm ngờ tới nhân tộc đại quân sẽ công kích hai cái giới diện, hắn đều chẳng muốn điều động quân đội. Đối với hắn mà nói, chém giết giang giật cướp đoạt hỏa long kiếm đại sự hàng đầu, thiên linh giới bên trong hoàng tộc cùng minh tộc bị chém giết không sai biệt lắm, coi như toàn bộ bị chém giết lại như thế nào. Bên kia ngàn vạn đại quân nhẹ nhõm sát nhập vào thiên linh giới, hủy đi minh thần đại trận về sau, đại quân bắt đầu huyết tẩy bên trong còn lại minh tộc cùng hoàng tộc, bên này minh cổ bắt đầu một trận kinh thế chi chiến. Dầm dầm dầm, minh cổ cùng mấy trăm minh vương xuất thủ, đem băng chi nguyên tử địa bên ngoài yếu kém hồng mông cương khí phá hủy. Toàn bộ băng chi nguyên tử địa đều bị hồng mông cương khí bao vây, giống như không hủy đi hồng mông cương khí, coi như hòa tan những cái kia băng cứng, bên trong hơi nước là không cách nào lan tràn xuống tới, sẽ chỉ lơ lửng trên bầu trời. Tử địa bên trong nhiệt độ thấp như vậy, hơi nước rất nhanh lại hội đông kết, cuối cùng cũng không có cái gì chứng dùng. Hủy đi hồng mông cương khí, những cái kia hơi nước hội tràn ngập đến hư không bên trong đến, chỉ cần không ngừng phóng thích hỏa diễm đem băng cứng hòa tan, biến thành hơi nước tiêu tán, cuối cùng phía dưới cái kia băng hồ lại biến thành một cái hố to, một cái trậu địa, giang giật tựu không cách nào che giấu. Suy suy, mấy trăm minh vương xuất thủ, chàng diện kia phi thường hùng vĩ, hồng mông cương khí từng mảnh từng mảnh bị hủy diệt, hồng mông cương khí bị công kích hội chấn động cùng lưu động, cho người ta cảm giác toàn bộ băng chi nguyên tử địa đều đang rung động. Tốt, công kích nửa canh giờ, băng chi nguyên tử địa phía trên hồng mông cương khí toàn bộ bị hủy diệt, bên trong kinh khủng hàn khí lan tràn ra, rất nhiều cấp thấp hoàng tộc đều cảm giác muốn bị đông kết, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là có chút chịu không được. Công kích, minh cổ ra lệnh một tiếng, trăm vạn tu luyện hỏa hệ pháp tắc có được hỏa hệ thần thông hoàng tộc minh tộc xuất thủ, toàn bộ đều viễn trình đánh ra đủ loại hỏa diễm, hướng xa xa băng chi nguyên tử địa chút xuống mà đi hỏa long, hỏa xa, hỏa đoan, hỏa cầu, hỏa hoa, sóng lửa, hỏa tuyến. băng chi nguyên tử địa phía trên biến thành hỏa diễm thế giới đủ loại, các loại các hình hỏa diễm liên tục không ngừng nện xuống phía dưới lập tức bốc lên cuồn cuộn hơi nước, tựa như một đóa đám mây hình nấm dâng lên, che đậy phương viên vạn lý hư không, chàng diện kia phi thường chấn động lòng người. hừ hừ, minh cổ minh khí một mực tràn ngập tại tử địa bên trong, cảm thụ được tử địa bên trong sông băng không ngừng hòa tan cảm thụ được băng hồ bên trên tầng băng chậm rãi tan rã, trên mặt hắn hình xăm màu đen uốn éo, tựa như là vô số tiểu xa tại du tẩu, cái kia song lăng lệ như kiếm con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới, lạnh giọng nói ra, năm ngày, nhiều nhất năm ngày cái này băng hồ liền sẽ biến mất, tiểu tử, bản tọa xem ngươi còn thế nào giấu. A, à, băng hải phía dưới giang giật tại lúc này đôi mắt đột nhiên mở ra, nhiều người như vậy công kích, nhiều như vậy hỏa diễm, vô số sông băng tại hòa tan, Giang giật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới cảm ứng được một chút dị trạng, thiên địa linh khí lưu động tự rõ ràng khác biệt. Hắn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng không dám đi dò xét, nhưng hắn minh bạch minh cổ khẳng định vận dụng một loại nào đó đại sát chiêu. Như trong thời gian ngắn hắn còn nghĩ không ra biện pháp phá cục, hắn cùng y phiêu phiêu kha lộng ảnh các loại chờ tất cả mọi người hội vạn kiếp bất phục. Tu luyện, hắn trầm ngâm một lát, cũng không muốn quá nhiều tiếp tục bế quan lo lắng sợ hãi sợ hãi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lão thiên sẽ không cứu ngươi, hết thảy còn được dựa vào chính mình, coi như tại một khắc cuối cùng giang giật đều tuyệt không buông tha, bởi vì hắn gánh vác rất nhiều người sinh tử. chương 1899, một trận sinh tử. Trăm vạn minh tộc võ giả không gián đoạn hướng tử địa phía dưới chút xuống các loại hỏa diễm, chỉ là một ngày thời gian tử địa địa phương còn lại sông băng toàn bộ hòa tan, biến thành hơi nước tiêu tán ở trong hư không. Chỉ còn lại tòa kia to lớn băng hồ, băng hồ bên trên tầng băng đều hòa tan hơn một vạn trường. Cái này trăm vạn minh tộc võ giả có lẽ rất nhiều chiến lược cũng không mạnh, nhưng hỏa diễm là băng khắc tinh, vô luận đóng băng kết đến nghiêm trọng đến đâu, hỏa diễm đều có thể một chút xíu hòa tan. Hỏa diễm mạnh hòa tan chỗ nhanh, hỏa diễm yếu hòa tan chỗ chậm một chút thôi, trăm vạn đại quân không ngừng chút xuống hỏa diễm, đừng nói một cái băng hồ sợ là một tòa băng hải đều có thể hòa tan bốc hơi. Minh cổ thản nhiên sừng sướng tại hư không bên ngoài, mặt không biểu tình nhìn phía dưới thiên linh giới con dân đang bị huyết tẩy, cầu viện tin tức không ngừng truyền đến hắn lại hoàn toàn không rảnh để ý, lãnh huyết tới cực điểm. Thiên linh giới trong hoàng tộc thế nhưng là có hắn hậu đại, bất quá bọn hắn gia tộc chi mạch rất rất nhiều, chết một chút hắn cũng không đau lòng. Minh cổ là minh đế cuồng nhiệt nhất tín đồ, minh đế bá nghiệp đối với hắn mà nói liền là chuyện quan trọng nhất. Giống như có thể hoàn thành minh đế bá nghiệp, để minh thống trị toàn bộ hồng mông thế giới, cho dù là đem hắn gia tộc toàn bộ chết đi, chính hắn chiến tử cũng ở đây không tiếc không bằng hắn vẫn là hạ một cái mệnh lệnh, để thiên cương giới minh tộc con dân bắt đầu rút lui đi thiên vũ giới. Hắn không có thời gian đi quản kia hai cái giới diện, cũng không muốn điều binh đi qua, điều binh điều thiếu đi không dùng. Giống như thanh đế bọn người tới, đi một hai cái phong đế cấp minh vương chỉ có thể chịu chết, đi nhiều hơn hắn sợ bên này xuất hiện dị biến. Cửu Dương Thiên Đế lực ảnh hưởng quá lớn, truyền nhân của hắn là nhất định phải đánh giết, thiên đế thần binh chỉ có thể ở minh giới trong tay minh đế năm đó cũng ra lệnh như thiên đế thần binh xuất hiện không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống suy suy hỏa diễm đầy trời trút xuống băng hồ phía trên hơi nước cuồn cuộn mà lên che cả bầu trời có mười mấy cái ngụy đế cấp minh vương hỏa diễm phi thường bá đạo mỗi lần bọn hắn công kích một vòng đều có thể đem rất nhiều khối băng hòa tan rầm 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 tầng băng bị các loại công kích nện đến chấn động không ngớt phía dưới nước biển tự nhiên đi theo lăn lộn lưu động xếp bằng ở dưới đáy giang giật lại ngoảnh mặt làm ngơ mà lại bởi vì ngoại giới ba động có chút ảnh hưởng hắn tu luyện hắn dứt khoát đóng lại giác quan thứ sáu hắn không phải muốn chết mà là đi qua thời gian dài như vậy cảm mộ tại vô số lần nguy cơ sinh tử kích thích phía dưới hắn tiềm lực vô hạn bị kích phát não hải chuyển động tốc độ tăng lên tới vạn lần hắn lôi sinh hỏa áo nghĩa rốt cục có đại thành khuynh hướng lôi sinh hỏa chỉ là lôi điện áo nghĩa năm cái chi nhánh bên trong một cái cái này áo nghĩa cảm mộ đại thành sau lại có tình huống như thế nào phát sinh có thể hay không vận dụng hỏa chi nguyên giang giật không có nửa điểm nắm chắc nhưng ít ra hắn thấy được một tia hy vọng một tia sống sót hy vọng một ngày hai ngày ba ngày giang giật đôi mắt đột ngột mở ra tại đen nhánh trong hồ nước tựa như sáng lên hai cái tinh thần lóa mắt hắn hướng lên trên mặt cảm ứng một phen phát hiện tầng băng còn không có bị kích phá liền không có đi dò xét hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm hỏa tri nguyên tâm niệm của hắn yên lặng tại thứ chín khỏa tinh thần bên trong khóa chặt đoàn kia hỏa tri nguyên rất nhanh hắn hổ khu chấn động bắp thịt trên mặt lay động, bởi vì hắn có thể dùng tâm niệm khống chế hỏa chi nguyên di động. Ra, hắn bạo giống một tiếng, một đoàn nhỏ hỏa chi nguyên bị hắn khống chế tuôn ra thứ 9 khỏa tinh thần, cuối cùng ra trên tay hắn. Xuy suy, hỏa chi nguyên xuất hiện trong nháy mắt đó, bốn phía nước biển từng mảnh từng mảnh bị bốc hơi, hóa thành từng đoàn từng đoàn hơi nước hướng lên trên uổng phí dâng lên. Bất quá bởi vì cúi đầu hỏa chi nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu hao, hỏa năng khắc băng, băng tự nhiên cũng có thể khắc hỏa, đây là rất đơn giản đạo lý. Ông, Giang giật vội vàng lấy ra hỏa linh châu đem hỏa chi nguyên cho hấp thu đi vào, đồng thời lại vận chuyển rất nhiều đoàn hỏa chi nguyên tiến vào hỏa linh châu bên trong. Si hồng nguyên khí đại thương không có hỏa chi nguyên là không cách nào khôi phục lại, có thể khống chế hỏa chi nguyên, hắn tự nhiên trước tiên để si hồng khôi phục. Chi chi, hỏa chi nguyên tiến vào hỏa linh châu bên trong, si hồng không có tỉnh lại, ngược lại cái kia tại nơi hẻo lánh ngủ sai thôn thiên thú tỉnh lại. Tiểu thú cặp kia ám kim sắc mắt nhỏ bày ra đến dọa người, nhìn chằm chằm vào đây một đoàn hỏa chi nguyên, tựa như sắc quỷ nhìn chằm chằm mấy cái tuyệt thế mỹ nữ. Chi chi, bất quá nó rất là e ngại si hồng, có chút không dám động, tại xác định si hồng một mực không có sau khi tỉnh lại, nó cắn răng hướng hỏa chi nguyên bay đi, thoáng cái nuốt vào một đoàn hỏa chi nguyên sau đó lập tức trở về nơi hẻo lánh chìm vào giấc ngủ. Hỏa chi nguyên bên trong năng lượng quá bá đạo, nó nhất định phải lập tức luyện hóa, nếu không thân thể hội no bạo. Suy suy, Sang giật xem si hồng không có tỉnh lại, vội vàng khống chế hỏa chi nguyên đi bên cạnh hắn, đem hắn cái kia khổng lồ thân thể dùng hỏa chi nguyên bao phủ đi vào. Nói là thân thể, kỳ thật chỉ là một cái hư ảnh, si hồng đã không có thực thể, chỉ là hồn thể trạng thái. Mà lại giờ phút này hồn thể trở nên vô cùng đạm bạc, cơ hồ là hơi mờ, có thể thấy được nguyên khí bị thương cỡ nào nghiêm trọng. Hỏa chi nguyên một lồng che đầy hỏa long tàn hồn, lập tức bị hắn chậm rãi hấp thu, cái kia hơi mờ tàn hồn cũng chậm chậm, chậm trở nên ngưng kết, giang giật xem xét đại hỷ vội vàng lần nữa triệu tập càng nhiều hỏa tri nguyên ra hỏa tri nguyên có rất nhiều lúc trước thế nhưng là bao phủ một tòa hạp cốc ít nhất có mấy ngàn vạn đoàn coi như cho si hồng hấp thu cái mấy chục vạn đoàn giang giật đều nửa điểm không đau lòng si hồng chiến lực quá mạnh mặc dù là hồn thể nhưng năng lực kháng minh cổ còn có thể thành công lui về đến chỉ cần si hồng tỉnh lại hắn đào tẩu hy vọng sẽ tăng lớn mấy phần đáng tiếc hắn điều tập mấy vạn thêm đoàn hỏa tri nguyên đem si hồng bao phủ đi vào cái sau một mực tải hấp thu hỏa chi nguyên, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Mặc kệ, Giang giật quả quyết thu hồi thần niệm, dù sao si hồng một mực tải hấp thu hỏa chi nguyên, hắn có thể tỉnh lại liền sẽ tỉnh lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trên tầng băng, giờ phút này tầng băng còn tại chấn động không ngớt, hắn thân thể bay đi lên đi cảm ứng tầng băng chấn động tần suất. Ách, một cảm ứng hắn sắc mặt kinh hãi, hắn cảm giác vô số năng lượng công kích chính nện ở phía trên hai vạn trượng tầng băng phía trên. Đây không phải một đạo công kích, mà là vô số công kích, mà lại hắn cảm giác phía trên nhiệt độ cùng trước kia khác biệt, nhiệt độ rõ ràng cao rất nhiều. Hỏa diễm, hắn đôi mắt nhất chuyển đã nghĩ thông suốt, xem ra Minh Cổ điều tập rất nhiều hỏa hệ cường giả a, khó trách khắp nơi đều tại chấn động, tầng băng bị hòa tan đến chỉ còn lại hai vạn trượng tăng thêm. Có hỏa diễm cường giả, cái này băng chi nguyên tựu không có tác dụng, chờ tầng băng toàn bộ hòa tan, hắn liền sẽ bại lộ tại Minh Cổ giò xét phía dưới, đến lúc đó đoán chừng sở hữu Minh Vương đô sẽ lập tức xuất thủ chỉ có thể liều mạng, có thể khống chế hỏa chi nguyên, giang giật lực lượng tăng nhiều, hỏa chi nguyên bá đạo như vậy, coi như minh cổ cũng không dám tới gần hắn a à một khi bị hỏa chi nguyên đánh chúng minh cổ không chết cũng muốn lột một tầng ra. Hắn trước kia cảm ngộ một cái thần thông, lôi hỏa thần thuẫn. Hắn nhẹ nhõm có thể đem hỏa chi nguyên ngưng tạo thành một cái thần hỏa hộ thuẫn, chỉ cần hỏa chi nguyên không có tiêu hao hết ai dám tới gần hắn không dám tới gần hắn, công kích từ xa người bình thường có thể giết chết hắn. Hy vọng Minh Cổ không nên quá mạnh, không muốn phá của ta thần hỏa hộ thuẫn, vậy ta liền có thể nhẹ nhõm trốn về thiên hồng giới. Mặc kệ, sinh tử tụ một trận chiến này, chờ tầng băng triệt để hòa tan tựu giết ra ngoài đi. Không đường có thể đi, giang giật chỉ có thể cắn răng chuẩn bị động thủ, coi như minh cổ chiến lực thông thiên, có thể phá hắn hỏa diễm thần thuẫn, cuối cùng giam chết tại minh giới hắn cũng muốn kéo lấy phía ngoài ngàn vạn minh tộc vô số minh vương chôn cùng. Đúng rồi, băng tri nguyên. Giang giật ánh mắt nhìn về phía phía dưới băng tri nguyên, đã băng chi nguyên ngăn không được minh cổ đám người công kích, cái này băng chi nguyên lưu tại cái này đáng tiếc, không bằng thu nhập thứ 9 khỏa tinh thần bên trong cùng một chỗ mang đi. Hưu, hắn thân thể bay vụt mà xuống, tới gần băng chi nguyên phụ cận. Hắn cái gì đều mặc kệ, trực tiếp tại băng chi nguyên phụ cận bế quan bắt đầu thôi diễn lôi sinh thủy áo nghĩa, nhìn xem có thể hay không đem băng chi nguyên cho hấp thu. Cắt cắt chương 1900, giao dịch, không có quá nhiều ngoài ý muốn, giang giật đã trước đó nhập môn lôi sinh thủy áo nghĩa, có thể không sợ giá lạnh, như vậy hấp thu băng chi nguyên cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là tiểu nửa ngày thời gian, Giang giật thôi diễn một phen áo nghĩa những cái kia băng chi nguyên đều độc, nương theo lấy hắn thôi diễn, băng chi nguồn gốc tự động bị hấp dẫn tới, cuối cùng cùng lần trước liên tục không ngừng bị Giang giật hấp thu, tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Băng chi nguyên cũng không có hỏa chi nguyên nhiều như vậy nhưng cũng không ít, có phương viên chừng một dặm mà lại băng chi nguyên chuyển hóa thành kỳ dị năng lượng tiến vào giang giật trong thân thể tốc độ so hỏa chi nguyên chậm một chút, theo tiến độ muốn toàn bộ hấp thu đi vào ít nhất cần nửa ngày thời gian. Phía trên minh tộc còn tại không ngừng công kích, tầng băng còn có hơn một vạn trượng dày, muốn toàn bộ hòa tan cần đại nửa ngày, khi đó giang giật hẳn là đã sớm hấp thu sở hữu băng chi nguyên. Phía trên minh cổ mang theo một đám minh vương tiến vào tử địa bên trong, minh cổ minh khí tràn ngập toàn bộ tử địa, giang giật như nghĩ hướng còn lại phương hướng đào tẩu hắn đều sẽ trước tiên biết rõ. Hắn minh khí kỳ thật đã có thể dò xét hai vạn trượng tầng băng, bất qua phía dưới nước biển so tầng băng nhiệt độ thấp hơn, hắn không cách nào khóa chặt giang giật chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trăm vạn tu luyện hỏa hệ pháp tác hoàng tộc minh tộc cũng tiến vào tử địa bên trong, bởi vì không ngừng phóng thích hỏa diễm, bên trong nhiệt độ không tính quá kinh khủng, sở hữu minh tộc đều có thể kháng trụ. Bát đại phong đế cấp minh vương, còn có mấy trăm ngụy đế cấp minh vương đô khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm phía dưới. Nhất là minh địch trong mắt càng là không ngừng lộ ra thị huyết quang mang, giang giật năm đó hủy đi hắn một cái phân thân, để hắn ngưu đồ thật lâu xâm lấn địa giới kế hoạch ngâm nước nóng, hắn đối với giang giật hận đến xương cốt bên trong, hận không thể ăn sống giang giật huyết nhục, giờ phút này tầng băng liền muốn hòa tan, hắn tự nhiên hưng phấn không thôi. Tiểu nửa ngày sau, tầng băng chỉ còn lại không tới 5.000 trượng tăng thêm, minh cổ minh khí rốt cục có thể thò vào trong nước biển, thành công tại nước biển dưới đáy tìm được bị băng chi nguyên bao phủ giang giật. Ân Minh cổ dò xét đến băng chi nguyên chính nhanh chóng bị giang giật hấp thu, còn lại còn không nhiều lắm, trên mặt hắn lộ ra một vòng kinh ngạc, màu đen hình xăm như hắc xạo uốn éo, hắn rất nhanh quát lớn, toàn bộ công kích, phá vỡ cái này tầng băng. Băng chi nguyên hỏa chi nguyên những thiên địa này bản nguyên trong lịch sử rất nhiều cường giả đều muốn hút thu, nhưng không ai thành công qua, thậm chí cửu dương thiên đế đều không có hấp thu hôm khác chỗ bản nguyên, giang giật thế mà có thể hấp thu băng chi nguyên. Minh cổ giờ khác này trăm phần trăm xác định giang giật liền là thiên đế truyền nhân, coi như không phải thiên đế truyền nhân, có thể hấp thu băng chi nguyên loại này tuyệt thế thiên tài cũng tuyệt đối không thể lưu. suy suy, Minh Cổ thả ra từng cái to lớn đại thủ trưởng, đối phía dưới đột nhiên vỗ xuống, mỗi một cái đại thủ trưởng đều đập vào cùng một cái khu vực, hắn chuẩn bị mạnh mẽ ném ra từng cái lỗ thủng ra. Rầm rầm rầm, Minh địch bọn người nhao nhao xuất thủ, đều công kích Minh Cổ nện xuống địa phương, nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ công kích, tầng băng tầng tầng chấn động, từng mảnh từng mảnh khối băng biến thành bột mịn, bị Minh Cổ đập ra to lớn trưởng ấn không ngừng biến sâu kia trăm vạn hỏa hệ võ giả đồng dạng tập trung hỏa lực, hướng cái giờ này chút xuống hỏa diễm, dạng này tốc độ thật to cũng nhanh. Nếu như là bình thường công kích, cái này 5000 trượng tầng băng ít nhất cần hạ giới thời gian 10 ngày, nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, vẹn vẹn 10 cái canh giờ kia tầng băng tự bị nện ra một cái cự đại lỗ thủng, đều có thể nhìn thấy phía dưới tối tăm nước biển. Lần này không chỉ là minh cổ minh khí có thể dò xét đi, minh địch đám người minh khí đồng dạng có thể khóa chặt giang giật. Giang giật xếp bằng ở biển sâu phía dưới, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc màu đỏ ngòm ở trong biển có chút dập dờn, bên cạnh hắn băng chi nguyên đã toàn bộ biến mất, đều bị hấp thu tiến vào, tại sở hữu minh vương khóa chặt hắn một khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Ông, tựa như trong đêm tối sáng lên hai viên tinh thần, giang giật đôi trong mắt kia cách xa nhau nước biển cùng trên không minh cổ lướt nhau một cái, hai người đều không hiểu tim đập nhanh. Giang giật thân thể động, băng chi nguyên đã hấp thu xong, tầng băng bị phá, đến một trận sinh tử thời khắc. Hưu, hắn lựa chọn chủ động xuất khích thân thể theo trong nước biển bay vụt mà lên khí thế trên người vô hạn dâng lên tại vô số minh tộc nhìn chăm chú bên trong hướng lên trên mới bay đi minh cổ trên thân minh khí cuồn cuộn mà ra còn lại minh vương đô chuẩn bị xuất thủ bất quá tại giang giật trong tay giới chỉ sáng lên xuất hiện một thanh kiếm sau toàn bộ đều bị kia thanh kiếm hấp dẫn minh cổ lúc đầu muốn xuất thủ con mắt nhìn chằm chằm hỏa long kiếm thế mà bất động ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác cùng ngưng trọng thanh kiếm này lợi hại hắn nhưng là phi thường tinh tường ngươi chính là minh cổ a giang giật bay lên nước biển ra lỗ thủng bên trong sau trầm giọng mở miệng hắn múa thoáng cái trong tay hỏa long kiếm tiếp tục nói ra muốn thanh kiếm này sao chúng ta nói cái giao dịch như thế nào giao dịch minh cổ nội tâm có chút kinh ngạc bất quá trên mặt cũng không có bất luận cái gì thần sắc ba động trên mặt hắn hình xăm màu đen uốn éo hướng những cái kia minh vương bọn họ nhìn lướt qua để bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ hắn mở miệng nói ngươi chính là nhân tộc gần nhất quật khởi thiên tài giang giật a ngươi muốn làm sao giao dịch Giang giật chậm rãi hướng lên trên mặt bay ra phía ngoài Minh Tộc càng ngày càng khẩn trương, chính hắn thì mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nhếch miệng khẽ mỉm cười nói: rất đơn giản, người thả ta rời đi, ta đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. A, à, Minh cổ cùng Minh địch bọn người nội tâm chấn động, chẳng lẽ Giang giật không biết thanh kiếm này là thiên đế thần binh nếu không làm sao có thể tùy ý tự tặng người hay là hắn là một cái người tham sống sợ chết, vì mạng sống cái gì đều có thể bỏ qua. Giang giật còn tại hướng lên trên mặt bay, Minh cổ cũng không sợ hắn tới gần ngược lại càng đến gần minh cổ càng có nắm chắc một chiêu chém giết hắn. Dù sao giang giật cảnh giới quá thấp, ngụy đế cấp đều không có đạt tới, loại này cấp bậc võ giả minh cổ một chiêu liền có thể miểu sát. Ngươi đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, bất quá minh cổ có chút kiên kỳ hỏa long kiếm bên trong khí hồn đầu kia hỏa long, đây chính là hồng mông đệ nhất thế giới đầu đàn sinh hỏa long, hắn quát khẽ một tiếng các loại chờ, giang giật đình chỉ di động về sau. Mới mở miệng nói ra, ngươi trước tiên đem kiếm cho bản tọa, bản tọa tự thả ngươi rời đi ha ha ha, Giang giật khinh bị ra mặt cười ha hả trường kiếm trong tay lần nữa vung vẩy nói, ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao cho ngươi hỏa long kiếm ngươi lập tức liền sẽ giết ta. Nói thật cho ngươi biết ta mà chết thanh kiếm này sẽ lập tức phân giải, bay vụt đi nhân tộc giới diện bên trong, đến lúc đó tìm kiếm kế tiếp thiên đế truyền nhân. Minh cổ chúng ta không đùa hư, ngươi phát hạ thiên đế huyết thệ, cam đoan ta cho ngươi kiếm sau thả ta xoay chuyển trời đất hồng giới, ta lập tức thanh kiếm cho ngươi, như thế nào? Minh cổ trầm mặc, Giang giật nói là tình hình thực tế, năm đó Minh Đế vây giết cửu dương thiên đế, cuối cùng thanh kiếm này tự chia ra làm thất tự động rời đi, liền Minh Đế đều không thể ngăn cản. Giang giật mà chết, thanh kiếm này rất có thể lại biết bay đi, đến lúc đó nếu là bị thanh đế đoạt được, hậu quả tự nghiêm trọng. Minh cổ nghĩ đến trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói tốt, tiểu tử, bản tỏa cái này phát hạ thiên đế huyết thệ, hy vọng ngươi không muốn đùa nghịch bản tọa nếu không bản tỏa để ngươi linh hồn vĩnh thế chân áp tại Minh Nguyên phía dưới hỏa long kiếm quá trọng yếu, đã giang giật muốn giao dịch, coi như phóng giang giật rời đi lại như thế nào mặc dù giang giật có thể hấp thu băng chi nguyên nhưng cảnh giới quá thấp, về sau có cơ hội tùy ý có thể lần nữa đánh giết, dù sao giờ phút này thể chỉ là để giang giật rời đi thôi. Minh cổ quy quy cổ củ phát hạ thiên đế huyết thệ, ánh mắt nhìn về phía giang giật nói tốt, tiểu tử, thanh kiếm cho bản tọa, người có thể lăn. Tiếp lấy, giang giật trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hất lên, hỏa long kiếm hóa thành một đạo hồng quang hướng minh cổ bay tới, Giang giật thân thể của mình cũng động, huyền hoàng chi lực vận chuyển biến thành một đạo lưu quang hướng trên không trung bay đi. chương 1901, toàn bộ lưu lại. Thiên đế thần binh, toàn bộ minh vương đồ bị kia thanh bá khí lộ ra ngoài hỏa long kiếm hấp dẫn, đều không ai để ý hướng lên trên uổng phí bay đi giang giật. Minh cổ đã phát hạ thiên đế huyết thể ai cũng không dám công kích giang giật, mà lại cho giang giật chạy trốn lại như thế nào hỏa long kiếm tới tay là được. Hưu, minh cổ trước tiên dùng minh khí ngưng tụ ra một cái đại thủ, muốn đem hỏa long kiếm bắt lấy. Vào thời khắc này hỏa long kiếm phi hành phương hướng đột nhiên biến đổi, phía trên quang mang lấp lánh, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm gào thét mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long. Si hồng thế mà tỉnh lại, hắn to lớn đuôi rồng hất lên hỏa long kiếm ra tốc thoáng cái đuổi kịp giang giật, bị giang giật thu nhập đi vào, si hồng thân thể của mình hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang đột nhiên hướng si hồng phóng đi. Suy suy, cùng lúc đó, giang giật cũng động, trong tay hắn liên tục không ngừng đánh ra vô tận hỏa diễm, những cái kia trong ngọn lửa đều có kỳ dị văn lộ, nhìn một chút đều để người trong cảm giác tim đập nhanh động không ngừng. Hỏa diễm vừa xuất hiện tự bị giang giật khống chế dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích bay múa du tẩu, cuối cùng ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một cái thần hỏa hộ thuẫn. A, à, ô ô, hỏa chi nguyên là thế giới này bá đạo nhất hỏa diễm, nhiệt độ cao bao nhiêu căn bản là không có cách tưởng tượng. Băng chi nguyên phụ cận cúi đầu đều có thể đem thiên phượng đại đế cho tươi sống băng phong, tới gần hỏa chi nguyên nhiệt độ cao đây tuyệt đối là kinh khủng tới cực điểm. Giang giật vừa rồi trong nháy mắt đó tự bay ra băng hồ, đã cách phía trên trăm vạn tu luyện hỏa hệ minh tộc võ giả gần vô cùng, tại hỏa chi nguyên vừa ra bên ngoài lúc, bốn phía không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, kinh khủng sóng nhiệt quét sạch mà ra, thoáng cái bao phủ phụ cận hơn 10 vạn đại quân. Cái này trăm vạn trong đại quân có rất nhiều thực lực đều rất thấp, thoáng cái tao ngộ khủng bố như thế nhiệt độ cao kết cục có thể nghĩ. Phụ cận mười mấy vạn cấp thấp minh tộc trong nháy mắt trên thân bốc lên hừng hực liệt hỏa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bột mịn có mấy cái cường đại minh tộc còn có thể kháng trụ hai hơi thời gian nhiệt độ cao còn tại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán càng nhiều đại quân trên thân nhiên khí liệt hỏa vô số tiếng kêu thảm thiết tiếng quái khiếu vang lên hỏa chi nguyên minh cổ cùng một đám minh vương khoảng cách giang giật có mấy ngàn trượng khoảng cách ngược lại là không có lập tức thụ thương bọn hắn cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao cũng bản năng hù dọa nhanh chóng lui lại chỉ là giờ phút này si hồng đã hướng minh cổ đánh tới bọn hắn lại có chút vào thối duy cốc si hồng lần trước tụ không giết ngươi, lần này ngươi còn dám ra. Kinh khủng nhiệt độ cao đối với Minh Cổ ảnh hưởng cũng không lớn, hắn bị giang giật cùng si hồng đùa bớn, giận dữ không thôi, điên cuồng hướng si hồng phóng đi, đồng thời đối tám cái phong đế cấp Minh Vương hạ lệnh, đi chém giết cái kia tạp vái, đem hắn linh hồn vĩnh trấn Minh Nguyên phía dưới. Minh Cổ hạ lệnh, toàn bộ Minh Vương động hướng giang giật bên kia bay đi, không ngờ giang giật thân thể nhất chuyển thế mà chủ động hướng bên này bay tới. Trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, cũng không có phóng thích quá phức tạp thần thông bí thuật, tụ đột nhiên đánh ra mấy trăm đoàn hỏa diễm, sau đó hỏa long kiếm bổ ra mấy đầu hỏa long, những cái kia hỏa long ngưng tụ thành một đầu, dắt mang theo kia mấy trăm đoàn hỏa chi nguyên hướng phía trước gào thét mà đi. lui minh địch đôi mắt co rụt lại kinh hô lên, lửa này chi nguyên là tuyệt đối không thể đụng vào sờ, nếu không coi như bọn hắn tám cái đều phải chết đi. minh địch các loại chờ tám cái minh vương lập tức hướng bốn phía bay đi, nhưng đi theo phía sau mấy trăm ngụy đế cấp minh vương tốc độ thông thải nhiều mà lại bọn hắn cảnh giới kém xa, bỗng chốc bị nhiệt độ cao bao phủ, phía trước bộ phận minh vương thoáng cái không động được. Xuy suy hỏa chi nguyên gào thét mà đi, thoáng cái bao phủ những cái kia không động được minh vương, hỏa chi nguyên những nơi đi qua mấy cái minh vương thân thể lập tức hóa thành bột mịn, chỉ là một cái nháy mắt thời gian tự có mấy cái minh vương bị đốt là phấn vụn. Ngu xuẩn, minh địch bọn người giận dữ vội vàng nhao nhao xuất thủ dùng minh khí ngưng tụ ra từng cái đại thủ trưởng đem những cái kia minh vương toàn bộ đập bay mặc dù bọn hắn xuất thủ chờ giang giật đầu kia to lớn hỏa long bay qua về sau vẫn là bị thiêu chết hai ba mươi minh vương còn có rất nhiều minh vương đô thụ thương toàn bộ các ngươi lui ra ngoài minh cổ nhìn lướt qua vội vàng gầm thét những cái kia ngụy đế cấp minh vương lập tức hướng từ địa bên ngoài hoảng sợ thoát đi còn có những cái kia tu luyện hỏa hệ hoàng tộc minh tộc sớm tự sợ hãi hướng ra phía ngoài bỏ chạy ở chỗ này lấy bọn hắn cảm giác thời khắc đều có thể sẽ chết đi hừ giang giật hừ lạnh một tiếng căn bản không có đi để ý tới minh địch bọn hắn, hắn phi thường tin tưởng hắn giết không chết phong đế cấp, nhưng đối phó với ngụy đế cấp vậy quá đơn giản. Hắn thân thể đi theo hướng ra phía ngoài bay đi, huyền hoàng chi lực vận chuyển tốc độ của hắn cũng không so ngụy đế cấp tranh lệch quá nhiều. Suy suy, hắn theo sát kia mấy trăm vạn ngụy đế cấp đuổi theo, lần nữa đánh ra một kiếm, hỏa diễm nhiệt độ cao phúc tán mà đi, ở phía sau 10 cái minh vương trong thân thể minh lực nhiễu loạn lại không động được, chờ mắt nhìn xem bị đốt giết nhân tộc tạp toái, ta xé ngươi, giang giật, dừng tay, nhân tộc cầu tặc, cùng bản vương một trận chiến, minh địch nhóm cường giả nổi giận giống to, các loại công kích hướng giang giật chút xuống mà tới. Có minh vương đánh ra một cái to lớn hắc thủ móng vuốt, có minh vương dùng minh khí ngưng tụ từng thanh từng thanh hắc kiếm, có minh vương khoa trương hơn ngưng tụ ra một tòa ngũ giác đại sơn hướng giang giật đập tới. Chỉ là bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, sở dĩ chỉ có thể công kích từ xa, công kích từ xa uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, Giang giật bị từng đạo công kích đập chúng thân tử không đoạn hướng lên trên uổng phí bị đập bay, hắn thần hỏa hộ thuẫn liền là bất phá. Hỏa chi nguyên bên trong năng lượng quá bá đạo, có thể triệt tiêu rất nhiều công kích, đương nhiên giang giật vào thời khắc ấy điên cuồng quán chú hỏa chi nguyên đi vào, nếu không tuyệt đối phá. a à, giang giật bị đập bay, lúc đầu trốn được tương đối nhanh minh vương cùng giang giật kéo ra một khoảng cách, bỗng chốc bị đuổi kịp, nhìn thấy giang giật cặp kia con người băng lãnh, cảm nhận được hỏa chi nguyên kinh khủng nhiệt độ cao, vô số minh vương tuyệt vọng giống to. Hỏng bét, minh địch các loại chờ minh vương kêu to không ổn, bọn hắn cũng không nghĩ tới tám cái minh vương cùng một chỗ công kích thế mà thẻ bất phá giang giật cái kia quỷ hỏa diễm hộ thuẫn ngược lại giúp giang giật thành công đuổi kịp phía trên minh vương đại bộ đội. Ha ha ha, toàn bộ cho ta đi chết, giang giật cười ha hả trong tay hỏa diễm liên tục không ngừng đánh ra, căn bản không sợ tiêu hao. Hỏa chi nguyên rất chân quý nhưng người mà chết, cái gì cũng bị mất, giờ phút này có thể tận khả năng chém giết càng nhiều minh vương, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn điên cuồng phóng thích hỏa chi nguyên, bản thân hắn bên ngoài cơ thể tự có hỏa chi nguyên, sở dĩ bốn phía nhiệt độ là phi thường kinh khủng, nhiệt độ cao để đại bộ phận minh vương đô trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy giang giật đánh ra từng đoàn từng đoàn hỏa chi nguyên đem bọn hắn đốt là cho tàn. Tiểu tử, người dám chém giết bọn hắn, bản tọa định để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Minh cổ đang cùng si hồng đại chiến, nhìn thấy chỉ là thời gian ngắn như vậy giang giật lại đốt cháy gần trăm cái minh vương mặc dù những này chỉ là ngụy đế cấp minh vương nhưng minh giới có bao nhiêu minh vương toàn bộ cộng lại không cao hơn một ngàn như cái này mấy trăm bị đốt xiết đối với minh giới tới nói chính là đã kích nặng nề ha 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 giang giật lá gan so với ai khác đều lớn hơn năm đó cảnh giới phi thường thấp thời điểm cũng dám giết tới thanh đế phong giờ phút này chém giết minh vương càng sẽ không nương tay hắn thần thức hướng ra phía ngoài quét tới Phát hiện bên ngoài có ngàn vạn tinh nhuệ minh tộc đại quân, trong mắt Quang mang sáng lên, hắn cười ha hả, Minh Cổ, hôm nay ngươi đến mang thủ hạ toàn bộ cho ta đều lưu lại đi. Chương 1902, Hỏa Ma, làm sao trốn về Thiên Hồng giới? Vấn đề này kỳ thật một mực khốn nhiễu giang giật, coi như hắn có thể điều động Hỏa Chi Nguyên về sau, hắn vẫn là cho rằng không có quá lớn hy vọng. Hỏa Chi Nguyên rất mạnh, vấn đề là chính hắn cảnh giới không được, tốc độ quá chậm, căn bản đuổi không kịp Phong Đế cấp Minh Vương chớ nói chi là minh cổ. Phong đế cấp minh vương có thể một đường đi theo hắn, chỉ cần chậm rãi công kích tiêu hao hắn hỏa chi nguyên. Hắn hỏa chi nguyên không phải vô cùng vô tận, nơi này cách khai thiên hồng giới thực sự quá xa, hắn là tuyệt đối không cách nào chạy trở về. Tại si hồng sau khi tỉnh lại, Giang giật cùng si hồng nhanh chóng trao đổi một phen, Giang giật rất nhanh định ra sách lược. Muốn còn sống trở về, vậy cũng chỉ có thể đem minh tộc đánh sợ, đả thương, không dám tới đuổi giết bọn hắn, Dạng này mới có cơ hội còn sống trở về. Giống như có thể có cơ hội đem Minh cổ cho đánh giết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đương nhiên cái này hy vọng phi thường nhỏ, Si Hồng không phải Minh cổ đối thủ, coi như thêm một cái giang giật cũng không được, giang giật Hỏa Chi Nguyên khẳng định đốt không chết Minh cổ, ngược lại tới gần Minh cổ rất dễ dàng bị hắn miểu sát. Sở dĩ giang giật lùi lại mà cầu việc khác, để Si Hồng liều mạng kéo Si Hồng, hắn liều mạng đánh giết Minh tộc cường giả cùng Minh tộc đại quân, đem Minh tộc đánh cho tàn phế đánh sợ để bọn hắn không dám đuổi giết bọn hắn giờ phút này hắn điên cuồng phóng xuất ra hỏa diễm đem phía trước mười mấy cái minh vương toàn bộ đốt là bột mịn sau đó một lát không ngừng lại tiếp tục hướng lên trên mặt bay đi truy sát còn lại minh vương trốn phía trên minh vương triệt để hù dọa giống như minh cổ để bọn hắn tử chiến bọn hắn không biết bất kỳ sợ hãi nhưng minh cổ để bọn hắn rút lui bọn hắn liền không có tử chiến quyết tâm Ngược lại nhìn thấy từng cái minh vương bị đốt là cho tàn, bọn hắn bản năng dị thường sợ hãi, ai cũng không muốn chết, cái này bị hỏa chi nguyên đánh chúng vào, liền là thần hồn e ngại a, minh cổ minh địch đều không thể bảo vệ hắn bọn họ tàn hồn. Giang giật tốc độ đạt đến cực hạn, hỏa diễm không cần tiền đổ xuống mà ra, nhiệt độ cao có thể làm cho những cái kia minh vương tốc độ kéo thấp. Nhân tộc hấp thu thiên địa linh khí tu luyện thiên lực, minh tộc cũng là hấp thu minh khí chuyển hóa làm minh lực. Si Hồng cùng Giang giật nói qua minh tộc chỉ là một loại đặc thù chủng tộc thôi, kỳ thật cùng nhân tộc bản chất cũng không hề khác gì nhau. Sở dĩ bị nhiệt độ cao quét sạch về sau, bọn hắn minh lực hồi nhiễu loạn, tốc độ tự nhiên là chậm, tốc độ một khi chậm lại, kia giang giật liền có thể nhẹ nhõm chu diệt. a à, băng chi nguyên tử địa phía trên có ngàn vạn minh tộc đại quân, còn lại phương vị còn có mấy ngàn vạn. Cái này ngàn vạn minh tộc đại quân toàn bộ trợn tròn mắt, theo bọn hắn nghĩ minh vương cũng không có thể chiến thắng, minh cổ đại nhân mang theo một đám minh vương tiến đi đánh giết một cái nhân tộc, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao. Tình huống giống như trái ngược một đám minh vương đang bị một cái nhân tộc truy sát mà lại bọn hắn trơ mắt nhìn rất nhiều minh vương đại nhân bị đốt là cho tàn. Nhân tộc lúc nào mạnh như vậy? Những năm gần đây, minh tộc cùng nhân tộc triển khai không biết bao nhiêu lần chiến dịch, kết quả cuối cùng như thế nào nhân tộc lặp đi lặp lại nhiều lần đại bại, từng cái giới diện bị minh tộc đánh hạ, từng cái nhân tộc cường giả bị minh tộc xé rách, yêu tộc đều cơ hồ bị diệt tộc, cái này khiến minh tộc cảm giác bọn hắn là đánh đầu thắng đó, Công vô bất khắc. Thanh đế thêm cường đại. Trước đó không lâu thanh đế viêm đế đều mang binh đánh tới thiên cương giới thiên linh giới. Cuối cùng tại minh cổ sau khi ra ngoài còn không phải đại bại mà về còn không công đưa hơn 1.000 vạn đại quân cho minh tộc chém giết. Sở dĩ thời khắc này hình tượng cho minh tộc đại quân cảm giác là như vậy hoang đường, như vậy không chân thật. Hết lần này tới lần khác giang giật còn tại truy sát. Ở ngay dưới mắt bọn họ đem từng cái minh vương đốt xiết. Đều thất thần làm gì toàn bộ rút về thiên tượng giới Trước hết nhất trốn tới Minh Vương, nhìn thấy kia ngàn vạn đại quân như một cái lưới lớn sắp chết địa chi bên trên hư không bao bọc vây quanh, nhìn thấy nhiều như vậy Minh Vương bị giết cũng bất động hợp tác, lập tức nổi giận giống to. Giang giật hỏa diếm qua bá đạo, căn bản không phải những này cấp thấp hoàng tộc minh tộc có khả năng chống cự, lần này triệu tập đại quân thế nhưng là tinh nhuệ A, à, như bị Giang giật đốt giết không còn, Minh đế xuất thế sau đoán chừng muốn kêu la như sấm. Rút lui, mấy cái hoàng tộc tướng lĩnh giống to, lập tức mang theo đại quân bắt đầu hướng thiên tượng giới triệt hồi. Minh vương hạ lệnh để bọn hắn hướng thiên tượng giới rút lui, bọn hắn tự nhiên không dám kháng mệnh, không dám. Hướng còn lại phương hướng rút lui, cũng không dám tách ra. Ha ha, sang giật bay ra tử địa, nhìn thấy kia ngàn vạn đại quân chỉnh tề đào tẩu lập tức vui vẻ, giống như tách ra đào tẩu kia truy sát rất phiền phức, cái này tụ tập cùng một chỗ, kia đồ sát quá thuận tiện. Ba bốn trăm minh vương đã bị hắn chu diệt hơn phân nửa, còn lại đều tại chiều bốn phương tám hướng đào tẩu, tạm thời không tốt truy sát. Giang giật đôi mắt nhất chuyển huyền hoàng chi lực vận chuyển, hóa thành một đạo lưu quang hướng đại quân truy sát mà đi, không có đi để ý tới những cái kia chạy trốn minh vương. Hô hô, phát hiện giang giật không có đuổi giết bọn hắn, một chút minh vương như chút được gánh nặng, bất quá không có dừng lại tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Rất nhanh có minh vương tỉnh ngộ lại, nhìn qua nơi xa kia ngàn vạn đại quân, gào thét tản ra, toàn bộ giải tán cái này minh vương tỉnh ngộ quá đã muộn đại quân ngay từ đầu rời đi tử địa cũng không xa giang giật tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều mà lại đại quân cùng đi tốc độ tự nhiên kéo chậm tại cái này minh vương giống to lúc giang giật đã kéo gần lại khoảng cách hắn không có đánh ra hỏa diễm chỉ là như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén vọt thẳng vào minh tộc trong đại quân a à, hắn còn không có tới gần minh tộc đại quân phía sau quân đội từng mảnh từng mảnh hét thảm lên giang giật bên ngoài cơ thể có một cái thần hỏa hộ thuẫn toàn bộ bởi hỏa chi nguyên cấu thành hỏa chi nguyên kia là thiên địa bên trong kinh khủng nhất hỏa diễm, nhiệt độ quá cao, những cái kia cấp thấp hoàng tộc minh tộc căn bản không cần đụng chạm, khẽ dựa gần tự bị nhiệt độ cao quét sạch, toàn thân bốc lên hừng hực liệt hỏa. Tản ra, phía trước đại quân cảm nhận được nhiệt độ cao cuốn tới, toàn bộ tỉnh ngộ lại hướng bốn phương tám hướng đảo tàu. Giang giật thân thể đã xông vào trong đại quân, nơi hắn đi qua từng mảnh từng mảnh minh tộc biến thành hỏa nhân, trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng không ngừng bắn ra từng đầu hỏa long, những cái kia hỏa long mang theo vô tận hỏa chi nguyên đầy trời bắn ra. Từng đầu hỏa long bay múa, đều mang theo hỏa chi nguyên, hỏa chi nguyên thì mang theo người kinh khủng nhiệt độ cao. Hỏa long những nơi đi qua nhiệt độ cao bao phủ đi, phương viên mấy trăm dặm đều bị khủng bố nhiệt độ cao bao phủ, mà cái này ngàn vạn đại quân toàn bộ đều tại cái này mấy trăm dặm phạm vi bên trong. Kết cục không cần nhiều lời, khắp thiên đều là hỏa nhân, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét bên tai không dứt, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, che khuất bầu trời vô số minh tộc trên không trung lăn lộn, gào thét, cuối cùng hóa thành cho bụi. Giờ khắc này hình tượng biến thành vĩnh hằng, thật sâu lạc ấn tại những cái kia chạy trốn minh vương trong lòng, lạc ấn đang phi xạ mà ra minh địch các loại chờ tám cái minh vương trong lòng. Một chiêu diệt ngàn vạn đại quân, trong nháy mắt ngàn vạn đại quân hôi phi yên diệt, giang giật tại sở hữu minh vương trong lòng đã biến thành một ác ma, một cái tác thủ sinh linh đốt diệt vạn vật hỏa ma. Tê tê, minh địch trơ mắt nhìn xem ngàn vạn đại quân bị giang giật đốt diệt, hắn hít vào mấy cái hơi lạnh, hắn nhớ tới năm đó phân thân của hắn tại địa sát giới hắc tuyết dưới biển, hắn lúc ấy kém chút liền đem địa sát quân chủ cho ma hóa, kém chút liền đem địa sát giới biến thành minh tộc địa bàn. Cuối cùng cũng là bởi vì cái này nhân tộc tiểu tử, để hắn mưu đồ kế hoạch nhiều năm thất bại trong gang tắc. Khi đó trong mắt hắn giang giật chỉ là một cái có chút số phận, đạt được một cái thôn thiên thú nhân tộc con kiến hôi, lại không nghĩ rằng chỉ là thời gian ngắn như vậy, cái này con kiến hôi thế mà phát triển đến tình trạng như thế thiên đế truyền nhân, minh địch nội tâm đột nhiên trầm xuống, cửu dương thiên đế trí tuệ như hải, tuyệt thế vô song, hắn tuyển định truyền nhân vậy tuyệt đối không phải người bình thường, sự thật chứng minh cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Tại minh đế sẽ xuất thế nhất thống thiên hạ thời điểm, cái này thiên đế truyền nhân xuất thế, minh tộc có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng sao? chương 1903, Kinh Xà, thằng nhãi danh ngươi dám ta xé ngươi, một đạo cuồn cuộn hắc vân phóng lên tận trời. Minh cổ bản tôn theo tử địa bên trong bay vụt mà lên, như hắc vân áp thành hướng giang giật bay đi. Đằng sau một đầu hỏa long gào thét mà ra, si hồng tiếng gầm gừ rất nhanh vang lên, minh cổ ngươi còn muốn trốn giang giật, phóng thích ngươi thiên địa thần hỏa, cùng bản tỏa cùng một chỗ thiêu chết minh cổ. Tốt, mặc dù biết si hồng đây là hù dọa minh cổ, giang giật căn bản đốt không chết minh cổ, nhưng hắn vẫn là lý đông kịp phản ứng, phi thường phối hợp. Hắn thân thể như cuồng long hướng minh cổ vào tới, giống to, minh cổ, để ngươi nhìn xem ta thiên đế thần hỏa, lần này ngươi nếu không chết, ta liền đem thiên đế thần binh tặng cho ngươi. ngao, si hồng tại thời khắc này trên thân quang mang sáng rõ, bên trong phủ văn lấp lánh không ngớt, khí thế tăng lên mấy lần, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, hắn nhanh chóng xông vào minh cổ trong thân thể hắc vân bên trong, hóa thành một cái hỏa hồng sắc khốn ma dây thường đem minh cổ thân thể cho trói buộc lại. hắn bạo hống, giang giật, động thủ, chết, giang giật sát khí trên người cuồng bạo lan tràn ra, hắn toàn bộ sát khí phóng xuất ra phi thường khủng bố, hắn giết quá nhiều nhân tộc yêu tộc cùng minh tộc bản thân cảm ngộ sát lục chân ý, đằng sau lại cảm ngộ sát khí, giờ phút này cảm giác so lệ quỷ càng khủng bố hơn. Trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện sát khí nặng hơn mấy phần, một khắc này minh địch nhóm cường giả nội tâm đều nắm chặt lên, minh cổ như bị giết, đoán chừng minh đế không xuất thế, minh giới đều muốn xong. Thiên địa thần hỏa, minh cổ nội tâm trầm xuống, thiên địa thần hỏa cái này hắn đều chưa nghe nói qua a à. Chẳng lẽ so hỏa chi nguyên lợi hại hơn chẳng lẽ là cửu dương thiên đế làm ra thần hỏa, thân thể bị si hồng tạm thời trói buộc, minh cổ nội tâm cũng có chút đả cổ. vạn nhất giang giật thật có thể tiêu chết hắn, kia minh giới khẳng định phải đại loạn. thanh đế mang theo đại quân cùng giang giật liên hợp lại có thể nhẹ nhóm đánh hạ từng cái giới diện, đến lúc đó giết vào minh giới, đem minh tộc minh nguyên làm hỏng. kia minh giới cục diện thật tốt thoáng cái tự hủy diệt hầu như không còn, không thể mạo hiểm. minh cổ tại điện hoa đá lửa ở giữa nghĩ thông suốt sự tình, chỉ cần hắn không chết minh giới tự không loạn lên nổi. minh đế còn không có xuất thế. Khi đại biểu thực lực còn không có khôi phục, xảy ra chuyện hủy đi minh giới căn cơ, minh đế bán nghiệp sẽ rất khó hoàn thành. Minh đế lập tức sẽ xuất thế, chỉ cần hắn ổn định những năm này, nhân tộc vẫn là thua không nghi ngờ. Cái này thiên đế truyền nhân thời gian mấy năm không có khả năng đạt tới cửu dương thiên đế chiến lược A. Minh cổ là minh đế cuồng nhiệt nhất tín đồ, hắn đối với sinh tử không thèm để ý, hắn để ý nhất chính là minh đế bán nghiệp, minh địch bọn hắn là một đám phế vật, hắn tuyệt đối không thể chết, sở dĩ hắn không dám mạo hiểm suy suy, trên mặt hắn hình xăm uốn éo, tiếp lấy toàn thân đều hiển lộ ra hình xăm màu đen, tựa như từng đầu tiểu xà tại toàn thân vặn vẹo, trên người hắn khí thế đột nhiên trở nên cuồng bạo không thôi. Oanh, tại giang giật sẽ bay tới lúc, hắn thân thể đột nhiên nổ tung, một đạo kinh thiên tiếng nổ, bốn phía tầng không gian tầng chấn động, vỡ ra, tiếp lấy bắt đầu vặn vẹo. Minh cổ thân thể hóa thành từng đầu hắc xà hướng tứ phía tám mới bay bắn đi, si hồng thân thể đều bị tạc tản, giang giật tức thì bị cuồng bạo khí tức tung bay ra ngoài, một ngụm máu tươi vào tới trong cổ họng, bị Giang giật cưỡng ép đè xuống. Suy suy, si hồng thân thể rất nhanh ngưng tụ, hắn chợt quát một tiếng, Giang giật, nhanh tìm kiếm minh cổ bản tôn, hắn muốn chạy trốn. Ngàn vạn không thể để cho hắn đào tẩu, trốn chỗ nào, Giang giật gầm thét, hỏa chi nguyên không ngừng gào thét mà ra, truy sát những cái kia bay đi tiểu xà, bất quá tiểu xà tốc độ quá nhanh, Giang giật căn bản đuổi không kịp. Mấy vạn đầu hắc sắc tiểu xà thoáng cái phá không mà đi, biến mất tại đen nhánh hư không bên trong, được rồi, đem những này minh vương toàn bộ chém giết được rồi. Si hồng đuổi một trận, bất đắc dĩ đình chỉ bước chân, hắn quát khẽ một tiếng đem minh địch nhóm cường giả chấn choáng váng, minh cổ đều thả ra bảo mệnh thần thông, không tiếc nguyên khí đại thương cũng muốn đảo mệnh, bọn hắn còn ở lại chỗ này ở lại làm gì. Trốn, một cái minh vương hét lớn một tiếng, lập tức hướng từ phía tám mới bay đào tẩu đi. Giang giật cùng si hồng bắt đầu truy sát, bất quá bọn hắn truy sát một trận chém giết mấy cái cấp thấp minh vương, rất nhanh lựa chọn ngừng truy sát. Giang giật đem thân thể bên ngoài hỏa chi nguyên thu nhập đi vào, đem thiên phượng đại đế phóng ra, lập tức truyền âm nói, thiên phong, nhanh nhắm hướng đông bên cạnh bay. Hưu, si hồng khí tức trên thân nhanh chóng biến yếu, hóa thành một đạo lưu quang bay vụt trở về hỏa linh châu bên trong, hắn trở ra truyền âm nói, tiểu tử, mau trốn trở về, mặt khác. Cho bản tọa một chút hỏa chi nguyên, tốt, Giang giật thật dài phun ra mấy hơi thở, cả người đều trở nên sụi lơ xuống tới. Hắn phi thường tin tường si hồng mới vừa rồi là diễn kịch, cố ý để hắn hù dọa Minh Cổ. Hai người diễn chỗ giật dây phi thường thành công, thế mà đem Minh Cổ dọa đến thả ra bảo mệnh thần thông trốn. Bất luận cái gì bảo mệnh thần thông đều sẽ nguyên khí đại thương, cũng như năm đó thanh linh, Minh Cổ thời gian ngắn là không thể nào theo đuổi giết bọn hắn. Quá thành công, Giang giật giờ phút này tựa như còn tại trong mộng, hắn vốn cho rằng lần này khó thoát vận rủi, không nghĩ tới thế mà thành công còn sống. Mặc dù còn không có triệt để an toàn, nhưng ít ra có chạy trở về hy vọng. Lần này sở dĩ thuận lợi như vậy, kỳ thật cùng hỏa chi nguyên bá đạo có rất lớn quan hệ. Mấy trăm minh vương bị giang giật đốt xiết qua nửa, một chiêu diệt ngàn vạn đại quân, còn có giang giật thiên đế chuyển nhân cái thân phận này. Cái này khiến minh cổ bọn người hình thành một loại ảo giác, coi là giang giật đang giả heo ăn hổ, hắn đã là một cái tuyệt thế cường giả, chiến lực không kém gì thanh đế, tăng thêm si hồng phối hợp đến phi thường tốt, minh cổ sợ hủy minh đế những năm này đánh xuống cơ nghiệp, lúc này mới bị dọa lui. Thiên Phượng Đại Đế mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá Giang giật hạ lệnh, hắn không dám hỏi nhiều cái gì bằng nhanh nhất tốc độ nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. A à, có Minh Vương, Thiên Phượng Đại Đế tốc độ rất nhanh, vừa rồi có Minh Vương nhắm hướng đông bên cạnh đào tẩu, chỉ là nửa canh giờ tụ bị Thiên Phượng Đại Đế đuổi kịp, ngay tại hắn chuẩn bị lách qua đi thời điểm, Giang giật lại hạ lệnh đuổi theo, toàn bộ giết. Giết, Thiên Phượng Đại Đế không bao giờ có chút phản ứng không kịp. Giang Giật trốn vào băng hải bên trong sau hắn vẫn tại không gian thần khí bên trong sở dĩ sự tình phía sau hắn căn bản không biết hắn coi là Giang Giật là chuẩn bị chuyển di địa điểm ẩn núp Giang Giật thế mà để hắn đi làm trước mặt mấy cái Minh Vương mặc dù mấy cái này Minh Vương chỉ là ngụy đế cấp nhưng giết những này Minh Vương thật không sợ bại lộ sao xứng sở cái gì đâu nhanh Giang Giật sắc mặt lạnh lẽo khiển trách một câu Thiên Phượng Đại Đế chỉ có thể cắn răng hướng phía trước đuổi theo hắn không ngừng rút ngắn cùng mấy cái kia minh vương khoảng cách rất nhanh liền đuổi kịp a à, là giang giật mấy cái kia minh vương cảm ứng được phía sau dị động minh khí quét tới phát hiện là giang giật cùng một cái yêu tộc đại đế sau toàn bộ hù dọa sắc mặt đại biến cũng không dám công kích lập tức hướng bốn phương tám hướng đào tẩu cái này mấy cái minh vương dò xét đến là bọn hắn thế mà không có lập tức tiến công ngược lại hoảng sợ đào tẩu cái này khiến thiên phượng đại đế không nghĩ ra không bằng hắn lập tức bắn ra truy sát mà đi Chiến lực của hắn rất mạnh đối đầu mấy cái ngụy đế cấp minh vương quá đơn giản, chỉ là hao tốn mấy nén nhang thời gian liền đem mấy cái minh vương toàn bộ chém giết. Hưu, Giang giật một mực tại nguyên địa không nhúc nhích, mấy cái minh vương thôi không cần hắn xuất thủ. Thiên phượng đại đế bay trở về về sau, không chịu nổi nội tâm nghi hoặc hỏi, chủ nhân, chúng ta dạng này sẽ không đánh cỏ động rắn sao. Kinh xà, Giang giật nhớ tới minh cổ hóa thành mấy vạn đầu tiểu xà bay đi tràng diệt, khẽ vuốt cằm nói, người ý nghĩ này không tệ, đi, nhắm hướng đông bên cạnh bay, phàm là tao ngộ minh tộc toàn bộ chém giết, đi ngang qua bí cảnh san thành bình địa, chúng ta chính là muốn đánh cỏ động rắn, đem con rắn kia cả kinh không dám ra đến. chương 1904, cách ta xa một chút. Điệu thấp một đường bay trở về, đường dài đằng đẵng cần thời gian rất dài, minh cổ các loại chờ, nguyên khí khôi phục lại, ngược lại sẽ tỉnh ngộ sau lại lần truy sát. Minh cổ tùy thời có thể truy tung hành tung của bọn hắn, chạy là trốn không thoát. Cùng hắn để minh cổ truy sát, không bằng bên này chủ động xuất khích bốn phía diệt sát minh tộc để minh cổ suýt đầu mẻ chán để những cái kia minh vương triệt để không biết làm sao bây giờ dạng này có thể hình thành một loại giả tượng giang giật căn bản không sợ minh cổ còn tại dẫn dụ hắn xuất chiến mặc kệ là nhân tộc vẫn là minh tộc kỳ thật đều có một loại điểm giống nhau lần yếu sợ mạnh càng là mềm yếu càng là giống như qua phố lão thử đồng dạng chạy trốn tứ phía càng bị khinh thị ngược lại một đường nghênh ngang đổ sát trở về địch nhân còn không dám động Giang giật định ra nhạc dạo cùng sách lược, không có cùng thiên phượng đại đế giải thích, thứ này giải thích rất phiền phức, liền để thiên phượng đại đế phiền muộn một đoạn thời gian đi. Thiên phượng đại đế chỉ có thể tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh bay, phi hành sau mười mấy canh giờ tao ngộ mộ một cái chỉ minh tộc chạy tán loạn quân đội, Giang giật quả nhiên hạ lệnh để thiên phượng đại đế động thủ, đồng thời để thiên phượng đại đế lưu lại mấy cái minh tộc, thuận tiện hồi báo cho minh cổ bọn hắn. Đáng tiếc trên đường tao ngộ bí cảnh bên trong cũng không có minh tộc, đều bị triệu tập hồi trở lại thiên tượng giới giang giật nghĩ nghĩ để thiên phượng đại đế cải biến phương hướng hướng phía đông bắc thiên tượng giới bay đi đi thiên tượng giới mặc dù sẽ lượn quanh một chút đường bất quá cũng liền thêm đi tiểu nửa ngày thời gian giang giật cũng không thèm để ý hắn muốn cho minh cổ nhóm cường giả hình thành biểu hiện giả dối hắn muốn tiến công thiên tượng giới để minh địch bọn người loạn một trận đi thiên tượng giới thiên phượng đại đế cặp kia con ngươi màu bạc lấp lánh không ngớt vừa rồi đến cùng phát sinh xong việc chẳng lẽ giang giật bị cửu dương thiên đế phụ thể chuẩn bị một người hủy diệt minh giới đi thiên tượng giới cái này xác định không phải đi chịu chết hắn nhiều lần nghĩ hỏi thăm hoặc là mịt mờ nói vài câu nhưng giang giật hết lần này tới lần khác không giải thích để thiên phượng đại đế phiền muộn đến thổ huyết bất quá trên đường đi đều có thể tao mộ đào tẩu minh tộc quân đội mà những quân đội kia nhìn thấy giang giật như nhìn thấy ác ma hoảng sợ vô cùng phàm là dò xét đến là giang giật về sau không có bất kỳ cái gì minh tộc quân đội thậm chí minh vương dám phản kích, đều là trước tiên hướng từ phía tám mới bay tán thoát đi. Chủ nhân, những cái kia minh tộc vì sao như vậy sợ ngươi mặt khác? Chúng ta thật muốn giết vào thiên tượng giới bên trong lần nữa đánh tan một cái minh tộc đại quân, chém giết mấy vạn minh tộc, thiên phượng đại đế yếu ớt mở miệng hỏi. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, nghe ta mệnh lệnh là được. Giang giật mặt không thay đổi trả lời một câu, thần thức yên lặng vào hỏa long châu bên trong cùng si hồng trao đổi một phen, xác định phủ cận tọa độ, hắn để thiên phượng đại đế tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, một đường tiếp tục đổ sát chạy trốn minh tộc. Tốt, nửa ngày về sau, Giang giật cùng thiên phượng đại đế đã tới thiên tượng giới phụ cận, Giang giật ngược lại là không dám vào công thiên tượng giới, ngược lại đem thiên phượng đại đế thu vào, chính hắn tiến vào tiềm ẩn trạng thái bắt đầu tiềm hành. Không cho thiên phượng đại đế mang theo phi hành, tốc độ hội chậm rất nhiều, mà lại Giang giật thời gian dài vận dụng huyền hoàng chi lực sẽ rất suy yếu, bất quá Giang giật vẫn là lựa chọn tiềm ẩn hắn muốn đột nhiên biến mất, để thiên tượng giới bên trong minh vương không biết hành tung của hắn, để bọn hắn thấp thỏm lo âu. Để minh địch bọn hắn chỉ có thể tử thủ thiên tượng giới, dạng này hắn liền có thể nhẹ nhõm thoát đi. Hắn tiềm hành về sau, cũng không có lựa chọn lập tức thoát đi, mà là vây quanh thiên tượng giới chuyển nửa cái giới, tìm được một cái cứ điểm. Hắn tự mình xuất thủ dùng hỏa chi nguyên đem cứ điểm kia bên trong hơn một vạn minh tộc quân đội toàn bộ đốt giết, đồng thời đem bên trong cứ điểm biến thành một phiến đất hoang vu. Đi, chu diệt cái này cứ điểm minh tộc về sau giang giật không còn có dừng lại nhắm hướng đông bên cạnh thẳng tắp tiềm hành mà đi có si hồng tại hắn căn bản sẽ không cùng minh vương đánh đối mặt có thể nhẹ nhõm lách qua minh tộc đại quân một đường hắn an nhàn nhắm hướng đông bên cạnh phi hành